Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 83. Lâm Nhất đứng trên một đỉnh núi cao, cuồng phong sộc thẳng vào tai, chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến tầng mây. Hắn dõi mắt nhìn dãy núi cổ xưa trải dài liên miên bất tận, sâu trong mắt lóe lên tia rung động. Còn chưa chính thức bước vào núi Viêm Long mà Lâm Nhất đã cảm nhận được bên trong núi non trùng điệp có rất nhiều luồng khí tức hùng mạnh. Thình thịch. Tim Lâm Nhất đập loạn, ấn Thương Long trước ngực có hơi đau rát. Trong vô số luồng khí tức tại đây, hắn nhạy cảm phát hiện được một luồng khí tức cực mạnh. Có lẽ đó chính là khí tức của Tử Điện Ma Long Điểu. Sau khi luyện hóa máu Thương Long và tu luyện Thương Long Cửu Biến lên tầng 4, hắn đã vô thức dung hợp Long Huyết. Đối mặt với một bá chủ cảnh giới thiên phách cũng mang theo Long Huyết, có lẽ người ngoài sẽ không phát giác, nhưng hắn thì lại vô thức cảm thấy có một chút sợ hãi. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đến từ Thương Long Thượng Cổ đã giúp hắn đứng thẳng sống lưng trên đỉnh núi mà không chút nao núng. Vẫn là quá yếu, suy cho cùng thì Tử Điện Ma Long Điểu cũng chỉ dung hợp một chút máu rồng tạp nham mà thôi. Còn máu Thương Long mà hắn luyện hóa chính là máu rồng tinh khiết hàng thật giá thật, là bá chủ một phương thời Thượng Cổ, có khả năng khống chế lực lượng phong lôi, bế nghệ tám phương, tung hoành chín tầng trời. Có lẽ, ở nơi xa, trong cảm nhận của Tử Điện Ma Long Điểu thì hắn chẳng khác nào loài bò sát cả. Tu vi còn quá yếu, thế nên dù lai lịch của Thương Long có lớn cỡ nào thì hiện tại, trong mắt hắn, Tử Điện Ma Long Điểu vẫn là một con hung thú tuyệt thế. Uy áp thô bạo phát ra từ trên người nó có thể khiến vùng đất này rung chuyển. Đi xuống. Lâm Nhất xoay người nhảy lên lưng ngựa Huyết Long, cả hai cùng lao thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã đáp xuống bên ngoài núi Viêm Long. Phóng mắt nhìn sâu vào rừng có thể phát hiện có không ít võ giả đến đây rèn luyện, hoặc là một mình hành động, hoặc là kết nhóm cùng đi. Khí tức trên người bọn họ đều rất cô đọng, hiếm có kẻ yếu, ngẫm lại cũng đúng, dám chạy đến núi Viêm Long để săn giết yêu thú thì ít nhiều cũng phải có chút bản lĩnh phòng thân mới được. Xíu, yêu yêu. Ngay khi Lâm Nhất vừa rơi xuống thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nhìn thấy hắn cưỡi trên lưng ngựa Huyết Long, hai mắt đám người kia tỏa sáng, tuy nhiên, cũng không có bao nhiêu người động lòng tham. Phần lớn những võ giả bước chân ra giang hồ rèn luyện đều có chút mắt nhìn. Với tu vi bực này mà dám xông pha một mình thì hoặc là nhân tài kiệt xuất cấp bậc yêu nghiệt, hoặc là con cháu thế gia có lai lịch bất phàm. Bất kể là cái nào thì cũng không dễ chọc vào, làm không khéo, có khi dính cả hai. Thoáng chốc, những ánh mắt đang hướng về phía Lâm Nhất nhanh chóng rời đi, chỉ âm thầm lưu tâm một chút. Một người một ngựa không có ý định tổ đội với ai, cứ thế tiến thẳng vào rừng. Ở khu vực rìa ngoài của khu rừng, dọc đường đi cũng không có bao nhiêu yêu thú đáng sợ, thậm chí rất ít khi đụng phải yêu thú. Nếu ngẫu nhiên gặp thì cũng chỉ là đám yêu thú chưa đến cảnh giới âm dương. Khi nhìn thấy ngựa Huyết Long, bọn chúng bị dọa sợ, vội vã quay đầu bỏ chạy. Có gì đó rất kỳ quái. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất nhíu mày, hắn cảm thấy khu rừng này yên tĩnh một cách khác thường. Lúc này, một hơi thở vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, dường như có tiếng đánh nhau. Lâm Nhất vỗ lên người ngựa Huyết Long, huyết quang di chuyển nhanh trong rừng. Nhẹ nhàng không tiếng động. Không biết nơi này đã bị chặn rồi sao còn dám xông vào. Tự tìm đường chết. Lâm Nhất đứng trên một gốc cổ thụ, vạch lá cây, nhìn thấy một người đang quỳ dưới đất. Người đó dáng vẻ nhếch nhác, cực kỳ nhục nhã. Bốn đệ tử mặc quần áo giống nhau, trước ngực thêu huyết kiếm, trên người mang theo kiếm ý mạnh mẽ đang lạnh lùng dạy dỗ người quỳ dưới đất. Để hắn quỳ ở đây đi. Xem như cảnh cáo những người khác rằng đắc tội với Thiết Huyết Kiếm Môn ta sẽ có kết quả thế nào. Dứt lời, bốn người lạnh lùng nhìn về phía sau. Nơi đó còn có rất nhiều võ giả đến lịch luyện, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi. Đi thôi, xem ra khách quý kia của Thiết Huyết Kiếm Môn lại đến rồi. Hừ, không phải chỉ là thiếu quán chủ của một kiếm quán ở thành Mộ Kiếm thôi sao, mỗi lần đến. Thiết Huyết Kiếm Môn đều chặn núi Viêm Long lại. Mẹ kiếp, đám khốn nạn này ngày càng quá đáng, năm nay đã là lần thứ mấy rồi chứ? Nói ít thôi, đừng nói là thiếu quán chủ kia, cả Thiết Huyết Kiếm Môn chúng ta cũng không đắc tội được đâu, đi thôi.
Đường đi tới núi Viêm Long bị người của Thiết Huyết Kiếm Môn chặn lại, còn để một người quỳ gối ở đó, giết gà dọa khỉ như thế khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, sau khi nói mấy câu cũng chỉ đành rời đi. Thiết Huyết Kiếm Môn này đúng là ngang ngược. Lâm Nhất thầm nói, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nếu hắn nhớ không nhầm thì Thiết Huyết Kiếm Môn này cũng không mạnh lắm, chỉ có chút sức ảnh hưởng ở núi Viêm Long này thôi. Trong tông môn, ngoài một trưởng lão thái thượng đã lánh đời, thì cả môn chủ kia cũng chỉ mới có tu vi bán bộ thiên phách. Còn hai phó môn chủ thì chỉ có tu vi âm dương đại thành, không ngờ lại phách lối như thế. Chặn núi, chặn được sao? Trên mặt Lâm Nhất lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau khi đáp xuống đất, hắn hoàn toàn không thèm để tâm. Ngựa huyết long đuổi hướng chạy nhanh, tựa như phù quang lược cảnh, ánh sáng chợt lóe. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua phong tỏa gì đó kia, tiến vào trong núi Viêm Long. Quả nhiên là một khung cảnh khác. Trong núi Viêm Long núi non trùng điệp, linh khí tràn trề, có thể thấy yêu thú mạnh mẽ ở khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có thể phát hiện một hai dị quả khá lâu năm, chỉ là không thể lọt vào mắt Lâm Nhất, hắn cũng lười lấy. Ở trong rừng rất dễ nhìn thấy đệ tử của Thiết Huyết Kiếm Môn săn bắt yêu thú, thu hoạch dị quả khắp nơi. Nhìn tới nhìn lui, đều là những đệ tử chưa đến cảnh giới âm dương, khiến Lâm Nhất cảm thấy nghi ngờ. Cao thủ của tông môn này đi đâu cả rồi? Nhưng Lâm Nhất không muốn kéo thêm phiền phức, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa nữa mà cẩn thận tiến về phía trước, cố hết sức để mình không chạm mặt những người này. Vù! Gió nhẹ thổi lay một vùng cây, phát ra tiếng xào xạc. Lâm Nhất di chuyển nhanh như chớp, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Lúc đặt chân hoàn toàn không phát ra tiếng động. Lâm Nhất đứng trên thân cây, đảo mắt nhìn một vòng, sau đó, hắn chợt nghiêng đầu nhìn chăm chú về một hướng. Cách đó hơn 1000 mét có một bãi đất trống, đá lớn dày đặc tựa như rừng. Trong rừng đá có một loại hoa kỳ lạ, cánh hoa nở rộ ra dị quả. Vào lúc dị quả xuất hiện, có long ảnh mơ hồ lượn quanh, tản ra ánh sáng nhạt màu đỏ như lửa. Quả Viêm Long. Nhìn thấy dị quả, trong mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ ngạc nhiên. Quả Viêm Long có thể xem là đặc sản của núi Viêm Long, có thể sánh với đan dược tứ phẩm, nếu dùng nó để luyện chế linh đan, hiệu quả sẽ hơn hẳn linh đan bình thường. Khi ăn trực tiếp cũng sẽ có hiệu quả không tệ, có tác dụng chữa thương rất tốt. Đặc biệt là quả Viêm Long có thể giúp hồi phục nội thương gần như trong nháy mắt, còn có thể bổ sung chân nguyên đến mức tối đa. Mấy trăm năm trước, loại quả này còn khá phổ biến, tuy có nhiều tác dụng tốt nhưng cũng không đến mức quý giá. Nhưng mấy năm gần đây, nó chợt trở nên rất hiếm thấy, giá cả không ngừng tăng cao. Ai có thể phát hiện quả Viêm Long trong núi Viêm Long là vô cùng may mắn, là một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Xem ra ta khá may mắn đó chứ. Tuy Lâm Nhất không đến vì kỳ hoa dị quả, nhưng nhìn thấy bảo bối, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tuy động lòng, nhưng Lâm Nhất vẫn đứng yên trên thân cây không cử động. Hắn lặng lẽ rời mắt đi, nhanh chóng phát hiện một con yêu thú thằn lằn màu xám nâu, nó gần như dung hợp với mấy tảng đá một cách hoàn mỹ, chỉ để lộ một đôi mắt gian trá, chậm rãi bò về phía quả Viêm Long. Tốc độ bò của nó khá chậm, thậm chí không thể nói là bò, miêu tả bằng từ lết thì chính xác hơn một chút. Mất một lúc lâu nó mới bò được một đoạn, gần như không thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Thấy dáng vẻ cẩn thận của nó cũng biết nó rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn như thế cũng rất tốt, khi ăn được quả Viêm Long, sẽ có một cảm giác thỏa mãn không thể miêu tả bằng lời. Nhưng nếu không ăn được thì sao? Tiểu Hồng. Lâm Nhất không vội ra tay, hắn vẫn đứng trên thân cây, khẽ gọi một tiếng. Ầm. Gần như khi hắn vừa cất lời. Một tia huyết quang lập tức lóe qua trước mặt. Con thằn lằn lết chừng 2 canh giờ cẩn thận thè lưỡi muốn ăn lấy quả Viêm Long đột nhiên bị ngựa huyết long đá một phát bay lên trời, sau đó rơi xuống, ầm ầm đập vỡ mấy cột đá. Ngựa huyết long thở mạnh, nhe răng nhếch miệng, hung hăng chừng con thằn lằn kia, trên người tản ra khí thế thô bạo. Lâm Nhất nhìn con yêu thú thằn lằn bị đạp bay, chợt thấy đau lòng một giây, khóe miệng khẽ giật. Đồ ngốc này có thể đừng bạo lực như thế không? Bùm! Con yêu thú thằn lằn bị đá bay, ngã mạnh xuống đất, đợi đến khi nó lật người lại,
nhìn lướt qua ngựa huyết long, trên người nó lập tức bùng nổ sát ý ngập trời, đôi mắt đỏ như máu. Đáng chết! Rầm rầm! Khi thấy quả viêm long sắp vào miệng mà lại bị đá bay, nỗi đau này không thể nào miêu tả được, nó vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn mất lý trí. Nó điên cuồng xông tới, tấn công về phía ngựa huyết long không chút nương tay. Nhưng ngựa huyết long lại tỏ ra khinh thường, không hề hoảng loạn. Nó nhẹ nhàng né tránh, sau đó xoay ngang dùng thân mình đâm vào người yêu thú thằn lằn. Cơ thể nó rất cứng rắn, va chạm như thế tựa như một ngọn núi rung chuyển, đâm vào với sức mạnh vô thượng. Bịch! Con yêu thú thằn lằn to bằng ngọn núi nhỏ lập tức bị đánh bay. Vẫn chưa hết, hai vó của ngựa huyết long đột nhiên phát ra tia điện huyết sắc, nó đá mạnh vào người yêu thú thằn lằn. Cú đá này làm xương cốt của yêu thú bị nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, hai phe bắt đầu đánh nhau kịch liệt, khiến cho những ngọn núi đá lân cận nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Thực lực của ngựa huyết long hiện giờ hoàn toàn có thể so sánh với cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành, cộng thêm nó liên tục thức tỉnh huyết mạch của rồng, có được khí huyết dồi dào như vực sâu, thể chất mạnh đến đáng sợ. Hai phe đánh nhau, từ đầu đến cuối ngựa huyết long đều chiếm ưu thế. Thất sát quyền, trời xanh nổi giận. Khi quyết định phân thắng bại, Lâm Nhất quyết đoán ra tay, không cho con yêu thú này cơ hội chạy trốn. Sát ý nồng đậm hội tụ thành quyền mang mãnh liệt, không ngừng chồng chất như sóng lớn. Lôi văn trên người hắn đồng loạt ngọ nguậy càng khiến quyền mang tràn ngập sát ý này tỏa ra tia điện chói mắt. Răng rác. Một quyền này đã đập nát đầu của yêu thú thằn lằn, nó chết ngay tại chỗ. Giải quyết con yêu thú thằn lằn này xong, Lâm Nhất bay tới bên cạnh quả viêm long, nhổ cả cây từ gốc đến lá. Ngựa huyết long thấy thế thì hai mắt lập tức tỏa sáng, vẫy đuôi vui mừng chạy tới. Của ngươi đấy. Lâm Nhất lại khá khách sáo đưa cành lá dài gần nửa mét qua. Ngựa huyết long nhe răng cười rất vui vẻ, bắt đầu nhai nuốt. Nhóp nhép, nhóp nhép. Chỉ một lát sau, ngựa huyết long đã ăn hết một nửa phần rễ và lá, khi chỉ còn lại quả viêm long, Lâm Nhất nhanh chóng rút tay về, đặt quả viêm long trong lòng bàn tay, cười bảo, của ta. Ngựa huyết long đang ăn hăng say lập tức trợn mắt, vừa rồi mới nhai nhóp nhép mà giờ đã dừng lại, trên khóe miệng còn dính rất nhiều lá, đôi mắt to tròn đầy tủi thân, nhìn chằm chằm vào quả viêm long trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Lâm Nhất thấy vậy thì buồn cười. Đưa tay lên xuống, con ngựa ngốc này như bị hút hồn, cổ bắt đầu chuyển động theo, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quả viêm long. Vù, vù, vù. Đúng lúc này có tiếng xé gió vang lên, bốn vị khách không mời mà đến đáp xuống ở phía sau. Họ nhìn chằm chằm vào quả viêm long trong tay Lâm Nhất bằng ánh mắt tham lam. Quả viêm long. Vận may không phải tốt bình thường đâu. Không ngờ món bảo bối đã không xuất hiện mấy năm nay lại bị chúng ta phát hiện. Hi hi, chứ còn gì nữa. Mấy lần vào núi đều không tìm được, lần này đi dạo loanh quanh lại phát hiện. Mấy người nói chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn coi quả viêm long là vật trong tay mình, không thèm đếm xỉa tới sự tồn tại của Lâm Nhất. Vèo. Bốn người từ từ đến gần, Lâm Nhất dò xét, ngoại trừ người trung niên dẫn đầu có tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành tạm được. Mấy người còn lại đều có tu vi cảnh giới dương huyền viên mãn. Nhìn thấy ký hiệu trước ngực họ, Lâm Nhất lập tức nhận ra đây là người của huyết kiếm môn. Người dẫn đầu khoảng chừng hơn 30 tuổi, nét mặt lạnh lùng, mặc đồ đen, đeo hộp đựng kiếm, khí chất cũng khá bất phàm, ấn đường tràn ngập sắc bén, hiển nhiên cũng là một vị kiếm khách nắm giữ kiếm ý tiên thiên. Có tu vi cảnh giới âm dương mà còn nắm giữ kiếm ý tiên thiên. Người trung niên áo đen này có thể là trưởng lão của thiết huyết kiếm môn. Chắc ngươi cũng biết quy định của thiết huyết kiếm môn chúng ta. Nếu đã bị phát hiện, không muốn chết thì ngoan ngoan giao quả viêm long ra đây. Khi Lâm Nhất đang quan sát, một đệ tử khá trẻ tuổi trong số bốn người lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người trung niên áo đen nhìn thấy xác của yêu thú thằn lằn sau lưng Lâm Nhất thì như có điều suy nghĩ, cười khẽ tiểu hữu. Ta nghĩ ngươi đã đi nhầm vào đây, không biết thiết huyết kiếm môn đã phong tỏa núi. Chỉ là quả viêm long thì không thể được, chắc con ngựa huyết long này của hắn cũng thuần phục trong núi viêm long. Nếu đã là yêu thú chịu thuần phục trong núi viêm long thì đương nhiên phải thuộc về thiết huyết kiếm môn.
nếu muốn đi thì để ngựa lại. Một tên đệ tử khác nhìn ngựa huyết long với ánh mắt khao khát, lạnh lùng cảnh cáo. Ngựa huyết long lập tức nổi giận, một khí tức cuồng bạo xuất hiện trên người nó trừng mắt nhìn tên đệ tử kia. Lâm Nhất thản nhiên sờ cổ nó để nó bình tĩnh. Cách họ nói chuyện rất ngang ngược và vô lý, coi núi Viêm Long như vườn hoa nhà mình, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản bác. Không chỉ muốn cướp quả Viêm Long của Lâm Nhất, còn muốn đoạt ngựa huyết long của hắn, cực kỳ bá đạo. Người trung niên áo đen nhìn như hiền lành, mặt thì tươi cười, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản đệ tử bên cạnh mình lên tiếng. Vẻ mặt của Lâm Nhất dần trở nên lạnh lùng, hắn trầm giọng, quả Viêm Long là do ta khổ cực tìm được. Nó chỉ thuộc về ta, còn ngựa huyết long càng không phải thuần phục ở núi Viêm Long, các vị đừng quá đáng. Quá đáng thì thế nào? Tên đệ tử trẻ tuổi cười khẩy, không lấy mạng ngươi đã đủ nể mặt ngươi rồi, ta thấy ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đây mà. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Thiết Huyết Kiếm Môn. Chúng ta chỉ lấy quả Viêm Long và ngựa huyết long của ngươi đã đủ nể mặt, đừng tự chuốc lấy cực khổ. Một tên đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn khác lên tiếng. Người trung niên áo đen mỉm cười trấn an, tiểu hữu, thực lực của ngươi có lẽ không kém, nếu không cũng sẽ không giết được yêu thú rắn mối này. Nhưng trong núi Viêm Long vẫn nên thu bớt tính khí lại thì tốt hơn, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Thú vị! Lâm Nhất cười nhạt trong lòng, lại nói tính khí mình không tốt, một đám hề nhảy múa, e là chưa nhìn thấy mình thật sự nổi giận sẽ như thế nào. Quả Viêm Long ở trong tay ta, nếu ông có gan thì qua đây lấy. Không muốn nhiều lời với mấy người họ, Lâm Nhất thản nhiên nói. Người áo đen đưa tay ngăn những người khác lại, mỉm cười, đi về phía trước, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Ông ta lộ ra ý cười, chậm rãi tiến về phía trước, khí tức toàn thân lặng lẽ thu vào, trông có vẻ rất thân thiện. Chớp mắt, người đàn ông áo đen đã tới gần. Sắc mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm nghị, trưởng tay ra nhanh như tia chớp, nhưng lại không nhắm tới quả Viêm Long ở lòng bàn tay, mà là tóm lấy cổ tay Lâm Nhất, định khống chế hắn. Đấu với ta, người vẫn còn ngây thơ lắm. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng, sắc mặt dữ tợn, sát ý dâng lên trong mắt. Nhưng ông ta nhanh, tốc độ của Lâm Nhất càng nhanh hơn, trở tay một chiêu đã thu quả Viêm Long lại, năm ngón tay nắm lại thành quyền, một quyền lập tức đánh ra. Người đàn ông trung niên áo đen biến sắc, vội vàng thu tay, cơ thể lùi lại. Người ông ta ở giữa không trung, vẫy tay, rút bảo kiếm trong hộp đựng kiếm ra. Ngay lập tức, kiếm mang đầy trời dưới sự gia cường của kiếm ý tiên thiên tiểu thành, hào quang sáng chói, bao trùm xuống người Lâm Nhất. Không biết điều. Thấy Lâm Nhất vẫn không thu tay, quyền mang vẫn lao tới, người trung niên áo đen liên tục cười nhạt. Keng, keng. Keng. Nhưng hình ảnh máu thịt cánh tay của thiếu niên văng tung tóe trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại, khoảnh khắc kiếm quang hạ xuống va chạm với quyền mang lập tức bị chấn nứt ra từng tấc. Quyền mang kiên cố như sắt thép kim cương, như sấm sét đánh vào ngực ông ta. Phụt. Người đàn ông trung niên áo đen lập tức phun ra máu, cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể lập tức co lại thành hình vòng cung, bay vọt đi như đạn pháo. Ra tay. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, khẽ giọng quát lên. Huyết Long Mã vốn đã ôm một bụng lửa giận, vô cùng nóng nảy, lập tức hóa thành tia chớp màu đỏ bay vụt đi. Khi sắp đến gần ông ta, cơ thể nói đột nhiên dàn ngang, động tác này giống như thần long vẫy đuôi, mang theo sức lực dày nặng như núi non trùng điệp. Răng rác. Bốn người lập tức bị đâm gãy xương sườn, bay đi xa trong tiếng la hét thảm thiết, sau khi rơi xuống đất thì không ngừng lăn lộn. Hộc hộc. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu đỏ cam vọt thẳng lên trời, lúc vọt ra khỏi khu rừng, hóa thành một ngọn lửa máu bắt mắt trên bầu trời. Núi Viêm Long rộng lớn lập tức vang lên tiếng sao động, nhiều ánh nhìn tập trung hết về chỗ này. Trong mơ hồ, có tiếng xé gió lao tới từ trên không, đó là một luồng khí tức rất đáng sợ. Đi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng kỳ dị, có lẽ là cao thủ của Thiết Huyết Kiếm Môn đến rồi. Hắn gọi Huyết Long Mã một tiếng, quay người rời đi. Người trung niên áo đen chật vật đứng dậy, ông ta nhặt lại một mạng, cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
Không lâu sau khi Lâm Nhất rời đi, trong rừng nổi lên gió lớn, một ông lão tóc trắng với vẻ mặt lạnh lùng đáp xuống. Trên người ông ta tràn đầy khí tức đáng sợ, một luồng uy áp thuộc về cảnh giới âm dương đại thành càn quét bốn phương. Đường phó môn chủ. Người đến chính là phó môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn, gương mặt ông ta âm trầm, lạnh lùng nhìn người trung niên áo đen, hạ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Người trung niên áo đen run rẩy nói, là một tên nhóc tự tiện xông vào núi Viêm Long, đánh bị thương bọn ta không nói, còn cướp quả Viêm Long của chúng ta. Quả Viêm Long. Trong mắt Đường Ưng lóe lên tia sáng, sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, ông ta có thể cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng bay đi xa. Đáng tiếc, nó đã vô cùng yếu ớt, không thể đuổi kịp. Phế vật, một tên nhóc cũng không canh được. Đường Ưng mắng một câu, sau đó lạnh giọng nói, mau chóng tìm tên nhóc đó về cho ta, nếu làm hỏng việc của thiếu quán chủ, ta sẽ lấy mạng ngươi. Vâng, vâng, vâng. Người trung niên áo đen run rẩy, không dám cãi lại. Trong núi Viêm Long, Lâm Nhất không ngừng đi sâu vào trong, dọc đường đi, phát hiện một số yêu thú mạnh mẽ. Nhưng hắn đều tránh đi trước, bây giờ không phải lúc xảy ra xung đột với đám yêu thú đó. Trừ chuyện này, hắn thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng xào xạc, có tiếng muông thú bị kinh động. Có lẽ là người của Thiết Huyết Kiếm Môn đang tìm tung tích của hắn. Đám người này cũng thật bá đạo, trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo, coi như đã được chứng kiến. Nói là tông môn, nhưng chẳng khác nào giặc cướp. May là có Huyết Long Mã, đám người này muốn tìm được hắn trong rừng rậm thế này thì cứ nằm mơ đi. Cũng không biết đi sâu bao xa, đúng lúc Lâm Nhất phát hiện ra không khí trong rừng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, đột nhiên có khí tức hung hãn, ác liệt giống như sóng dữ cuộn tới từng đợt, cát đá bay mù mịt. Bụi bặm đầy trời, giống như bão cát. Trong khí tức ác liệt đó chứa đựng một luồng long uy cực kỳ điên cuồng, khiến người ta khiếp sợ. Trong lòng Lâm Nhất hiểu ra, phía trước ắt hẳn là địa bàn của Tử Điện Ma Long Điểu, còn chưa thật sự bước vào đã khiến người ta run sợ. Đáng sợ thật. Hít sâu một hơi, sắc mặt Lâm Nhất có vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có, đối thủ cỡ này là kẻ địch mạnh mà hắn chưa từng được gặp. Nhưng ngay sau đó, trong mắt thiếu niên lại bừng lên sự quyết đoán, đi đến địa bàn của Tử Điện Ma Long Điểu. Địa bàn yêu thú ngập tràn hung uy, Lâm Nhất cẩn trọng đi lại trong đó, chậm rãi đi đến một gò đất. Phía dưới gò đất là một vùng đất hoang dã không nhìn thấy điểm cuối, trong vùng đất hoang dã có một con yêu thú to lớn dài gần trăm trượng. Con người Lâm Nhất lập tức co lại, tim đập thình thịch. Ở cuối tầm nhìn, yêu thú mang lại cảm giác uy hiếp rất lớn cho Lâm Nhất. Nếu đến gần nó, áp lực còn lớn thế nào không nghĩ cũng biết. Đó là một con yêu thú thế nào? Thân mình nó cao trăm trượng, thân trên có màu xanh biếc, hai đôi cánh rộng lớn giống như cánh rơi đang khép lại. Thân dưới là hai chân màu xám, giống như móng gà nhưng to gấp nghìn lần, thô to mà dày nặng, móng vuốt sắc bén lạnh lùng. Đuôi rồng dài đến mấy trăm mét, thon mảnh nhưng mạnh mẽ, trong lúc chuyển động tùy ý lại tạo nên gió lớn đầy trời ở đằng sau nó. Trong cuồng phong, sấm vang chớp giật, dị tượng không ngừng. Tử Điện Ma Long Điểu. Đây chính là yêu thú cảnh giới thiên phách cấp bá chủ mang trong mình long huyết. Khó trách Lạc Du từng nói, chỉ một cái liếc mắt của đối phương cũng đủ để hắn phải chết. Đụng phải tồn tại bực này vốn không thể nào phản ứng kịp, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã chết rồi. Nói khoa trương hơn chính là, có nhúc nhích được hay không cũng là một dấu hỏi lớn. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Yêu thú khổng lồ và cực kỳ đáng sợ chiếm lĩnh cả một vùng hoang vu rộng lớn, từng luồng hơi thở táo bạo lan ra, công khai biểu thị ai mới thật sự là bá chủ của nơi này. Giờ phút này, con Tử Điện Ma Long Điểu kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mỗi một nhịp thở của nó, trong không khí thoáng có tia lửa điện xẹt qua. Tiến về phía trước sẽ bước vào lãnh địa của Tử Điện Ma Long Điểu. Dù trong mắt nó, Lâm Nhất và ngựa huyết long chả khác nào sâu kiến, nhưng vẫn khiến nó phải tỉnh giấc. Có lẽ, nó sẽ hừ mũi khinh thường rồi tiếp tục ngủ. Cũng có thể nó sẽ nổi giận, vừa mở mắt lập tức phát ra công kích. Không ai dám đánh cược cho khả năng này. Đương nhiên, Lâm Nhất cũng thế.
hắn lấy ra một cái bình ngọc, trong bình đựng một loại thuốc giúp che giấu khí tức, có thể khiến tử điện ma long điểu tạm thời không phát hiện ra hắn. Nhưng thứ thuốc này có rất nhiều khuyết điểm. Không thể đến quá gần, cảm xúc không được dao động quá lớn, không được hô hấp, càng không được để lộ một chút sát ý nào. Sau khi bôi thuốc bột lên người mình và ngựa huyết long, Lâm Nhất liếc mắt ra hiệu cho ngựa huyết long. Ngựa huyết long run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hai chữ ta sợ. Cuối cùng, nó vẫn phải bất đắc dĩ tiến lên phía trước, mỗi một bước đi, cả người run lẩy bẩy như vừa bước ra từ hầm băng. Xíu, tử điện ma long đều đang nằm dạp trên mặt đất khẽ hí mắt, liếc nhìn ngựa huyết long một cái. Bịch, ngựa huyết long bị dọa ngã lăn quay, tử điện ma long đều lười biếng nhắm mắt lại, tỏ vẻ thờ ơ. Mãi một lúc lâu sau, nó lại lần nữa hí mắt nhìn. Ngựa huyết long hoảng sợ rú lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy vừa quay đầu nhìn, thế là nó lảo đảo một cái rồi ngã khuỵu, lăn lông lốc vài vòng hệt như một con lừa. Ma long điểu liền mở to mắt mà nhìn, trong mắt nó lóe lên vẻ kỳ quái, thầm nhủ, huyết mạch của tên ngốc này khiến nó cảm thấy có một chút thân thiết, nhưng rốt cuộc đối phương đang định làm gì. Sau cú ngã trời giáng, ngựa huyết long bò dậy thì phát hiện ma long điểu đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả người nó lập tức phát run, vội đổi sang hướng khác, nhưng nó phát hiện dù mình có đổi kiểu gì thì ánh mắt của ma long điểu vẫn di chuyển theo nó. Xong đời, bị phát hiện rồi. Đến lúc này, tên ngốc này mới nhận ra là đối phương đã phát hiện mình. Đầu óc nó như nổ tung, kế đó, nó cúi thấp đầu, lao thẳng đến. Ma long điểu càng thêm nghi hoặc, cái con, ngựa huyết long ngáo ngơ này định làm gì? Chẳng lẽ đầu nó, bị lừa đá thật à? Bốp! Đúng lúc này, đột nhiên ngựa huyết long phát lực, nó hóa thành một tia lửa điện đỏ thấm, biến mất khỏi tầm mắt của ma long điểu. Thời điểm ngựa huyết long xuất hiện lần nữa thì nó đã đứng phía sau ma long điểu. Trong mắt nó lóe lên tia sáng lạnh, rồi. Soạt! Móng trước lóe lên tia lửa điện màu đỏ chói mắt, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, xé toạc không khí, đá thẳng vào mông ma long điểu. Bốp, bịch, bịch. Không cách nào hình dung được một cước này nặng bao nhiêu. Một mảng mông lớn đều bị thiêu trụi, khói đen bốc lên. Ma long điểu khổng lồ như một quả núi bổ nhào về phía trước, suýt nữa đã sấp mặt. U u. Lại một cơn cuồng phong thổi qua, ngựa huyết long lao đi như chớp, phút chốc xuất hiện ở trước mặt ma long điểu. Khửa, khửa, khửa. Nó nhếch miệng để lộ hai hàm răng trắng bóng, tiếng cười đều cáng không ngừng quanh quẩn bên tai ma long điểu, khiến nó cảm giác như đang bị đùa giỡn. Giống. Ma long điểu nổi giận, hai mắt nó long lên sòng sọc, điên cuồng gào rú. Mây đen lập tức kéo đến, sấm chớp bủa vây, từng tia chớp xé toạc nền trời, vùng hoang dụ u ám bỗng chốc trở nên một ngạt hệt như tận thế. Ngựa huyết long cười hề hề rồi quay người bỏ chạy. Ầm. Tử điện ma long điểu giang đôi cánh khổng lồ ra, vọt mạnh đến. Thân hình khổng lồ bày ra một mặt cực kỳ tương phản, thoáng chốc. Nó đã bay lên trời với tốc độ nhanh như tia chớp, điên cuồng truy đuổi ngựa huyết long. Trên gò núi, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, cuồng phong do đôi cánh khổng lồ kia tạo thành sộc thẳng đến khiến hắn có hơi lảo đảo. Mãi một lúc lâu sau, trận cuồng phong đáng sợ kia mới dần tan biến. Xíu, yêu yêu, thấy ma long điểu đã bị dụ đi, Lâm Nhất bèn giang hai tay ra, vọt vào khu vực trung tâm của lãnh địa. Trên cánh đồng hoang, xương trắng chất thành đống, ngoại trừ của yêu thú thì còn có rất nhiều xương của võ giả. Luồng khí tức tiêu điều sơ xác quanh quẩn ở đây mãi không tan. Ngoại trừ sát ý, còn có mùi máu tanh nồng nặc, cùng với một chút oán khí cô đọng. Tất cả những thứ này đan xen vào nhau, khiến cho khu vực trung tâm lãnh địa của ma long điểu hệt như một đầm lầy. Lâm Nhất tiến vào đó, mỗi một bước đi đều cực kỳ khó khăn và nặng nề. Rốt cuộc tên này đã giết bao nhiêu yêu thú và võ giả. Nhìn xương trắng trải dài không có điểm cuối, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khiếp sợ, hèn gì không có ai dám đi trêu chọc tử điện ma long điểu. Sau khi hắn tiến lên trước 10 dặm, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên khác biệt. Hương hoa thơm ngát, linh khí sộc vào mũi, liếc mắt nhìn liền thấy sinh cơ dồi dào, trên mặt đất mọc rất nhiều kỳ hoa dị quả.
Linh khí trời đất dồi dào đến mức chỉ cần đặt mình trong đó, hít nhẹ một cái là linh khí đậm đặc sẽ ảo ảo tuôn vào cơ thể. Không hổ là lãnh địa của bá chủ. Nơi đây có rất nhiều dị quả, Lâm Nhất chỉ liếc nhìn một cái rồi buộc bản thân quay đi, hắn đến không phải vì thứ này, tốt nhất không nên gây thêm chuyện. Không bao lâu sau, một cái ao máu xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất, mắt hắn sáng bừng lên, rồi lập tức tối xuống. Trong ao máu tràn đầy sát khí, sương khói lượn lờ, nhưng ở đây chẳng có một chút khí tức nào của long huyết cả. Hiển nhiên, vạn huyết trì này được cô đọng và tích lũy từ máu bổn mạng của vô số yêu thú. Lâm Nhất đã phần nào đoán được mục đích tồn tại của nó. Là để cho ma long điểu vừa chào đời ngâm mình, giúp nó vượt qua khoảng thời gian suy yếu nhất. Nếu có tà tu ở đây, chắc chắn kẻ đó sẽ sáng mắt, sau đó liều lĩnh ngâm mình xuống ao. Nhưng với Lâm Nhất thì thứ này chẳng có chút lực hấp dẫn nào, bởi lẽ sát khí trong đó quá mức hỗn tạp, không cách nào tinh luyện được. Có lẽ ở không xa. Lâm Nhất lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, hắn đã tiến vào một cái ổ. Xung quanh ổ có bố trí cấm chế, tuy có thể che giấu được nhưng thủ pháp lại cực kỳ thô sơ. Ngẫm lại cũng đúng, ma long đều chưa từng học linh văn. Đương nhiên nó chỉ có thể tùy tiện bố trí dựa vào thiên phú vốn có mà thôi. Đối với nó thì vậy là đủ, vì vốn không một ai có can đảm tiến vào đây. Duy chỉ có Lâm Nhất là ngoại lệ. Trong ổ đặt ba viên bảo thạch sáng lóng lánh, ẩn chứa huyết khí vô cùng nồng nặc. Tìm được rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ mừng rỡ, hắn thò tay lấy đi viên bảo thạch có phẩm chất tốt nhất mà không hề đụng đến cấm chế. Tuy nhiên, đây không phải là bảo thạch, mà là trứng của ma long điểu, cũng là vảy ngược trong vảy ngược của nó, đụng vào tất phải chết. Thế nhưng vật này là thứ mấu chốt để Lâm Nhất lấy được máu của ma long điểu, không đụng cũng phải đụng. Đi thôi. Rời khỏi lãnh địa, bóng dáng Lâm Nhất xuyên nhanh trong khu rừng, không một phút ngơi nghỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, ma long điểu sẽ không phát hiện trứng của mình bị trộm, nhưng một khi phát hiện, e là cơn thịnh nộ của nó sẽ khiến cả ngọn núi Viêm Long này phải rung chuyển. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất dừng lại trên một trạc cây cao, thở hắt ra một hơi. Nhưng vừa định chạy tiếp thì hắn bỗng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Ông, ông! Một luồng kiếm ý khiến hắn phải run sợ từ phương xa truyền đến, từng đợt lan tỏa trong không khí. Lâm Nhất thầm kinh hoàng, trên mặt bất giác lộ vẻ khiếp sợ hiếm hoi. Cái này, kiếm ý của hắn đã là kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong rồi, rốt cuộc là kiếm ý dạng gì mà có thể khiến hắn run rẩy. Ha ha, xem ra sắp thành công rồi. 30 năm trước, kiếm môn từng chôn một hạt giống cỏ kiếm hoàng ở sườn núi Lạc Long, rốt cuộc thì hôm nay nó cũng đã nảy mầm rồi. Sườn núi Lạc Long, năm đó, vị cao thủ đại chiến với Viêm Long quả thật đáng sợ. Đã chết được ngàn năm mà đến nay kiếm ý vẫn bất hủ. Chỉ cần luyện hóa cỏ kiếm hoàng, kiếm ý của thiếu quán chủ ít nhất sẽ đạt đến đại thành, thậm chí có thể thăng cấp lên cảnh giới viên mãn. Tại quần Long Thịnh Yến, ngài ấy ắt sẽ tỏa sáng. Nói không ngoa, hạt giống này đã được tiêm nhiễm kiếm ý của vị cao thủ kia suốt 10 năm, biết đâu có thể thoát khỏi trói buộc của kiếm ý tiên thiên. Đúng lúc này, có vài tên đệ tử của Thiết Huyết Kiếm Môn đi ngang qua dưới trạc cây, bàn luận rôm rả. Lâm Nhất thu lại khí tức, đợi đám người kia đi xa, hắn mới đẩy nhành lá ra, để lộ thân mình. Ngẩng đầu nhìn phương xa, nơi kiếm ý chấn động, Lâm Nhất nhíu mày suy tư. Hóa ra năm đó, vị cao thủ đại chiến với Viêm Long là một kiếm khách tuyệt thế. Rốt cuộc là dạng kiếm ý gì mà có thể bất hủ ngàn năm? Lâm Nhất cảm thấy rất tò mò, không cách nào khống chế được. Hắn nhẩm tính thời gian, nếu chỉ đi xem một cái thì chắc là vẫn kịp. Sau khi tính toán một phen, cuối cùng, hắn đã đưa ra quyết định đi xem thử. Thân hình hắn nhoáng một cái, lao nhanh về phía trước như một tia chớp mà không gây ra chút tiếng động. Càng đến gần, áp lực do kiếm ý kia phát ra càng lớn. 10 phút sau, Lâm Nhất cảm thấy hai mắt đau đớn. Đến khi mắt đã bình phục, hắn mới cẩn thận mở mắt ra, ở nơi cuối tầm mắt, Lâm Nhất nhìn thấy một thanh kiếm treo lơ lửng ở 9 tầng trời, xung quanh có lôi quang bất hủ.
Kiếm ý vô cùng nồng đậm phát ra kiếm quang chiếu sáng cả một vùng trời, hệt như ánh mặt trời chói chang. Cửu thiên lôi động, kiếm quang diệu thế. Tim Lâm Nhất đập mạnh, hắn biết rõ đây không phải một thanh kiếm thật, mà là kiếm do một loại kiếm ý mà hắn không cách nào hiểu được cô đọng thành. Trong đó ẩn chứa ý chí cuồng ngạo bất hủ ngàn năm của kiếm khách. Cửu thiên lôi động, kiếm quang diệu thế. Không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được sự rung động trong lòng Lâm Nhất lúc này, hắn cứ ngây người mà nhìn. Tuy hắn biết kiếm ý chia làm cửu phẩm, kiếm ý tiên thiên cùng lắm chỉ là nhất phẩm mà thôi, trên tiên thiên là thông linh, nhưng kiếm ý trên thông linh là gì thì Lâm Nhất hoàn toàn không biết. Ở cuối tầm mắt, một thanh kiếm lơ lửng giữa trời, lôi quang quanh quẩn, kiếm ý mang theo uy áp vô thượng, chắc chắn đây không phải kiếm ý thông linh. Bởi vì nó quá mạnh mẽ, mang đến cho Lâm Nhất cảm giác chuôi kiếm này chính là quân chủ của cả một vùng trời, bất kể ai nhìn thấy nó cũng đều phải cúi đầu thần phục, nếu dám bất kính, ắt sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tuy rằng chủ nhân của kiếm ý đã ra đi được ngàn năm, nhưng nó vẫn lẳng lặng bộc lộ phong thái năm đó. Nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất sôi trào, đó là một kiếm khách. Ngàn năm trước, vị cao thủ đã quyết đấu với Viêm Long, tạo thành truyền thuyết. Chính là một kiếm khách. Máu huyết toàn thân hắn bắt đầu sôi lên, đây chính là vinh quang thuộc về kiếm khách, là niềm kiêu hãnh của giới kiếm khách. Đến lúc nào, hắn mới có thể được như vậy? Lâm Nhất siết chặt tay phải, nín thở, tập trung tinh thần, trong lòng hắn tràn đầy khao khát và ngưỡng mộ. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc và trang trọng, cứ như nếu có bất kỳ một cử động sai nào thì chính là khinh nhờn vị tiền bối kia. Rồi sẽ một ngày, kiếm ý của ta ngạo nghễ giữa chín tầng trời, trăm năm, ngàn năm, trung cực đều bất hủ. Mãi một lúc lâu sau, tim Lâm Nhất mới thoáng bình phục trở lại, sau khi đã thích ứng với kiếm quang chói mắt kia, thân hình hắn nhoáng một cái, phút chốc lao về phía trước. Hắn muốn nhìn thử xem vị thiếu quán chủ kia là người phương nào mà đứng đằng sau lại là một thế lực cực kỳ hùng mạnh, có thể bố trí thế cục suốt 30 năm, chôn xuống một hạt giống cỏ kiếm hoàng vì hắn ta. Kiếm ý rất khó để lĩnh ngộ, một yêu nghiệt như Lâm Nhất có thể vượt cấp chiến đấu phần lớn là nhờ vào kiếm ý của bản thân. Bởi vì kiếm ý của hắn là có 102 khắp 4 phương 8 hướng, phóng mắt khắp toàn bộ cổ vực Nam Hoa, có thể xem như xếp hàng đầu, là tồn tại tương đương với Long Phượng Sừng Lân. Nghĩ đến việc tên này vô duyên vô cơ luyện hóa một gốc cỏ kiếm hoàng đã được cẩn thận chuẩn bị từ trước, sau đó kiếm ý sẽ đạt đến cảnh giới tương đương mình, bỗng nhiên. Lâm Nhất cảm thấy có hơi khó chịu. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý tiên thiên, hắn đã phải trải qua bao phen gian khó, cửu tử nhất sinh mới đi đến ngày hôm nay. Vù vù vù, thân hình của hắn cực kỳ linh hoạt, hơi thở nhẹ nhàng, cứ thế xuyên qua tán lá. Sau nửa ngày, cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy được một vài thứ. Chuôi kiếm rung động lòng người kia được treo trên một đỉnh núi cao, ẩn trong mây mù. Chân núi có đội quân tinh nhuệ của Thiết Huyết Kiếm Môn chú đóng, liếc mắt nhìn toàn là cao thủ. Lâm Nhất thầm nghĩ, khó trách vì sao trước đó không hề gặp cao thủ của Thiết Huyết Kiếm Môn. Hóa ra tất cả đều đến đây. Đằng kia, một gã thanh niên áo trắng có vẻ ngoài tuấn tú bất phàm đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ, cao thủ vây quanh hắn ta hệt như chúng tinh phủng nguyệt. Bên cạnh hắn có một người trung niên mặc áo xám, khí tức sâu không thể lường, phong thái bế nghệ thiên hạ. Dù cách thật xa vẫn khiến người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cao thủ thiên phách. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, vậy mà lại có cao thủ thiên phách bảo vệ, e là người này có lai lịch bất phàm. Trong tầm mắt, ngoại trừ gã trung niên áo xám kia, còn có một ông lão mặc áo đen, tu vi bán bộ thiên phách, trên người ông ta là quần áo và trang sức của Thiết Huyết Kiếm Môn. Đó là môn chủ Thiết Huyết Kiếm Môn, bày ra thế trận thật lớn. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, thầm cảm thấy khiếp sợ, có lẽ địa vị của gã thanh niên áo trắng kia rất cao. Nghe nói hắn ta đến từ thành Mộ Kiếm, đó là một thành trì mà kiếm quán mọc lên san sát như rừng. Giống với thành Thiên Lăng, nó cũng là một trong 7 tòa thành lớn của Lôi Châu, có điều nơi này nổi danh hơn nhiều, đâu đâu cũng là người luyện kiếm, khắp nơi đều là kiếm quán, có thể xem như thánh địa của kiếm khách. Trước đó, Lâm Nhất đã từng nghe kể về nó. Ít nhất thì trong thành Mộ Kiếm, kiếm quán của thanh niên áo trắng kia phải nằm trong 3 thứ hạng đầu, bằng không, Thiết Huyết Kiếm Môn không cần phải hưng sư động chúng vì hắn ta.
nên đi rồi, Lâm Nhất thu hồi tầm mắt. Trận thế lớn như vậy, dù không có tên cao thủ thiên phách kia thì hắn cũng không chọc nổi người của Thiết Huyết Kiếm Môn. Vẫn không nên lẫn vào vũng nước đục này thì hơn. Huống chi hắn còn có việc quan trọng cần làm. Vèo. Lâm Nhất giang hai tay ra, nhoáng một cái, cả người đã bay từ ngọn cây xuống. Ngay khi bàn chân hắn vừa chạm đất thì tim bỗng đập mạnh, vừa ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt là bốn bóng người. Thấy Lâm Nhất rơi xuống, bốn người kia cũng giật mình hoảng hốt. Vừa nhìn, sắc mặt Lâm Nhất liền thay đổi, trong bốn người này, ngoại trừ gã trung niên áo đen trước đó đã bị hắn dùng một quyền đánh bị thương thì có hai người là cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành. Phiền toái nhất chính là trong số bốn người, có một ông lão tóc bạc đã đạt đến tu vi âm dương đại thành. Trước đó, mối nguy mà Lâm Nhất cảm nhận được xuất phát từ chính ông lão tóc bạc kia. Phó môn chủ, là hắn đã cướp đi quả viêm long của ta. Sau khi hoàn hồn, gã trung niên áo đen lập tức quát lên, ánh mắt gã tràn đầy sát ý, sắc mặt vô cùng âm u. Một quyền của Lâm Nhất gần như đã lấy đi nửa cái mạng của gã, khiến gã đau đến mức chết đi sống lại. Đến tận bây giờ, xương sườn vẫn còn cảm giác đau đớn khó tả. Phiền toái. Thật ra, phiền toái lớn nhất không phải đám người này, điều khiến Lâm Nhất e ngại chính là có thể làm kinh động đến đám cao thủ ở sườn núi Lạc Long. Đặc biệt là tên cao thủ thiên phách kia, một khi hắn ta ra tay thì e là lành ít dữ nhiều. Tại biển Trăng Khô, hắn đã thấy được sự khủng bố của cao thủ cảnh giới thiên phách. Chỉ một tiếng quát thôi đã có thể phá vỡ kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong của hắn, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng chống trả. Chó mèo ở đâu cũng dám ra oai trên địa bàn của Thiết Huyết Kiếm Môn ta, đúng là không biết sống chết. Người này là Đường Ưng, phó môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn, tính tình khá nóng nảy, gần như không thích nói nhiều. Thân hình ông ta nhoáng lên một cái, tung một chưởng từ trên đánh xuống, nhìn động tác hiển nhiên là muốn Lâm Nhất quỳ xuống xin tha. Thấy vậy, Lâm Nhất không hề nao núng, đồng thời vận chuyển Tử Diên Kiếm Kình và Thương Long Cửu Biến. Lôi vân và chân nguyên trên người hắn lập tức dung hợp, ào ào hội tụ trong một quyền ở tay phải. Rầm. Một tiếng nổ vang trời, khóe miệng Lâm Nhất rỉ máu, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, phải lui về sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Mạnh thật. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia kiêng kỵ, đây chính là thực lực của cảnh giới âm dương đại thành ư. Sau khi đạt đến cảnh giới âm dương, chân nguyên sẽ phát sinh biến hóa về chất. Âm dương hòa hợp. Sự thay đổi tựa như thoát thai hoán cốt kia còn chưa đặc biệt rõ ràng ở cảnh giới tiểu thành. Lâm Nhất là một cao thủ cảnh giới dương huyền, hắn có thể dựa vào Tử Diên Kiếm Quyết và Thương Long Cửu Biến để chiến đấu với cảnh giới âm dương tiểu thành, thậm chí nghiền ép đối thủ, đó đã là rất lợi hại. Nhưng đến cảnh giới âm dương đại thành, sự biến đổi của chân nguyên hệt như dòng suối hóa thành giang hà, khoảng chênh lệch cực lớn kia hoàn toàn không so sánh được. Lần đầu giao chiến, hắn liền rơi vào thế yếu. Có chút bản lĩnh, khó trách tên trưởng lão không nên thân trong môn ta không chịu nổi một kích của ngươi. Ánh mắt Đường Ưng lóe lên tia khác thường, ông ta lạnh lùng nói, giao quả viêm long ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không chớ trách ta ra tay vô tình. Tiếp được của ta một trưởng, liệu có tiếp được 10 trưởng không? Đáng chết thật. Trong lòng Lâm Nhất cảm thấy rất uất ức. Thái độ hống hách của đối phương quả thật là khinh người quá đáng. Hắn vốn muốn sử dụng roi tử diễm lôi hoàng để đánh với ông lão này một trận, nhưng chợt nghĩ đến trận thế đáng sợ ở sườn núi Lạc Long, hắn buộc phải từ bỏ ý định đó. Tuy cao thủ cảnh giới âm dương đại thành đáng sợ, nhưng còn chưa đến mức giữ được hắn. Chỉ khi bị ông lão này quấn chân, khiến thiên phách ra tay, khi đó, hắn chỉ có một con đường chết. Tên khốn! Phó môn chủ bảo ngươi giao ra quả viêm long, ngươi không nghe thấy à? Gã trung niên áo đen nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lâm Nhất thì cảm thấy cực kỳ khoái trá, liền hung hăng nói. Lâm Nhất ra chiều suy nghĩ, rồi thấp giọng nói, quả viêm long đã bị ngựa huyết long của ta ăn rồi. Vừa dứt lời, một luồng sát ý nồng đậm đánh úp về phía Lâm Nhất. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đường Ưng để lộ một nụ cười âm u và tàn nhẫn. Ông ta lạnh giọng quát. Tuổi còn trẻ đã định giờ trừ ma mãnh với ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi.
Mắt thấy ông ta sắp lao đến, Lâm Nhất vội nói, từ từ đã. Tuy quả viêm long không còn, nhưng ta có một thứ có lẽ sẽ khiến các hạ vừa mắt. Vừa nói, hắn vừa vỗ nhẹ túi chữ vật, rồi lấy ra quả trứng ma long điểu. Soạt! Trứng thú có vẻ ngoài xinh đẹp, hệt như một khối đá thần, mang theo linh khí nồng đậm, vừa lấy ra, hai mắt đường ưng đã tỏa sáng, tia tham lam trong mắt khó mà che giấu nổi. Đường ưng không để lộ cảm xúc, lạnh lùng nói, người bước đến, từ từ đặt thứ đó xuống đất. Lâm Nhất cẩn thận tiến lên, duỗi tay bàn tay cầm trứng thú ra, từ từ cúi người đặt nó trên mặt đất. Không ai phát hiện, khoảnh khắc Lâm Nhất đặt quả trứng xuống, hắn đã dùng sức bóp mạnh, tạo ra vết nứt trên vỏ trứng cứng rắn. Khi Lâm Nhất đặt trứng thú trên mặt đất, khí thế trên người đường ưng ào ào tuôn ra, chân nguyên sôi trào khiến quần áo bay loạn. Một luồng khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người ông ta bước nhanh đến, định bụng dùng một cước giẫm mạnh lên tay phải của Lâm Nhất. Răng rắc. Có tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, hiển nhiên, bàn tay phải của hắn đã bị một cước này đạp gãy. Lâm Nhất đau đến mức tái mặt, cơ mặt co giật liên hồi, hắn cắn chặt răng, phát ra âm thanh ken két. Mười ngón tay nối thẳng lên tim, giờ phút này đứt đoạn, có thể thấy được một cước này có bao nhiêu đau đớn. Vật này không tệ, có thể miễn cưỡng vượt qua quả viêm long. Tuy nhiên, suy cho cùng, người đã khiến người của thiết huyết kiếm môn ta bị thương. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đường ưng lạnh mặt, lại tung ra một cước đá thẳng vào ngực Lâm Nhất. Rắc, rắc, rắc. Âm thanh xương sườn đứt gãy vang lên, gã trung niên áo đen bên cạnh nở nụ cười tàn nhẫn, trong lòng gã cảm thấy cực kỳ khoái chí. Một cước đá gãy xương sườn mà Lâm Nhất đã tu luyện thương long cửu biến, từ đó có thể thấy được sự tàn bạo của đường ưng. Nhưng còn chưa hết, khi cơ thể Lâm Nhất còn đang ở giữa không trung thì một vài luồng kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang được rót vào chân nguyên của cao thủ cảnh giới âm dương đại thành hệt như tia chớp, xé gió lao đến. Phập! Lập tức, ngay trước ngực hắn xuất hiện 7 vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, chỉ trong chốc lát đã khiến quần áo bị nhuộm đỏ. Lâm Nhất bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, không có một chút máu, cực kỳ suy yếu. Đường ưng tra kiếm vào vỏ, dùng một tay hút lấy trứng thú trên mặt đất, lúc này, ông ta nở nụ cười đắc ý. Rồi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Nhất, quát to, cút đi. Lâm Nhất thất tha thất thiểu bò dậy, đi được vài bước thì thân thể vô lực ngã xuống. Nhưng hắn vẫn cố sức chống đỡ, dùng tay bò dậy, tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Phó môn chủ, cứ thả hắn đi như vậy chẳng phải quá hời cho hắn à, trong mắt gã trung niên áo đen bên cạnh lóe lên tia sáng lạnh, tỏ vẻ bất bình nói. Đường ưng thản nhiên đáp. Ngươi có từng thấy tên nhân tài kiệt xuất cảnh giới dương huyền nào tiếp một trưởng của ta mà không chết không? Rõ ràng là tên nhóc này có chút lai lịch, nếu như ta giết hắn, chắc chắn sẽ khiến trưởng bối đứng sau hắn ra mặt. Làm vậy chỉ thêm rắc rối mà thôi, tạm thời cứ đánh hắn bị thương, không thể để lại tai họa ngầm cho việc lớn của thiếu quán chủ được, vậy là đủ rồi. Huống chi? Đường ưng đổi giọng, nhìn chằm chằm vào trứng thú trong tay. Nở một nụ cười mừng rỡ và trầm ngâm nói, vật này có tinh khí mạnh, trước đây ta chưa từng gặp, nếu có thể luyện hóa được, biết đâu ta sẽ thăng cấp lên cảnh giới âm dương viên mãn. Trong rừng, dọc đường đi của Lâm Nhất toàn là máu tươi. Đường ưng kia quá mức ngoan độc, lại dùng tu vi âm dương đại thành để làm nhục hắn. Đạp gãy tay hắn, rồi đá gãy xương sườn hắn, còn dùng tu vi âm dương đại thành để lại trên người hắn 7 vết thương. Mỗi một vết thương đều ở chỗ hiểm, nếu không phải bởi thân thể mạnh mẽ, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng dù là vậy, hiện tại máu gần như chảy hết một nửa. Lâm Nhất bị thương cực nặng, đến nỗi chết lặng, khuôn mặt hắn tiều tụy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trông hắn vô cùng thê thảm, khiến người ta có cảm giác vô cùng sợ hãi. Cộc cộc cộc. Khi hắn sắp mất đi ý thức, một chuỗi âm thanh quen thuộc vang lên. Ngựa huyết long bị thiêu rụi cả người xuất hiện, trông nó cũng hết sức chật vật. Hiển nhiên, trong quá trình dẫn dụ ma long điểu thay Lâm Nhất, tên ngốc này đã ăn không ít đau khổ. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Nhất cuộn người nằm trên mặt đất, sắc mặt nó liền thay đổi, nhất là khi thấy 7 vết thương trước ngực hắn, nó đã vô cùng lo lắng. Thoáng chốc,
hai mắt nó mở đi, nước mắt vòng quanh hốc mắt, trông vô cùng đau đớn. Nó không ngừng dùng đầu cọ cọ mặt Lâm Nhất, cứ như làm thế sẽ khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Làm trò, diễn cái gì hả, ta còn chưa chết đâu, khóc lóc cái gì. Trên khuôn mặt tiều tụy của Lâm Nhất nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn nhỏ giọng an ủi nó. Ngựa Huyết Long nghe nhưng vờ như không nghe, nó hí lên một tiếng rồi quay đầu chạy đi. Một lúc lâu sau, khi Lâm Nhất sắp hôn mê, nó đã trở lại, trên người lại có thêm nhiều vết thương, nhất là vết thương dữ tợn ở phần cổ, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Một bên miệng nó ngậm một nhành dị quả, nhếch miệng cười để lộ hai hàng răng, trông vẻ mặt rất là mừng rỡ. Tiến đến gần Lâm Nhất, nó liền nhai nhành cây, phát ra âm thanh sột soạt, đến lúc chỉ còn lại quả thì đặt ở trước ngực Lâm Nhất, rồi dùng đầu liên tục cụng vào người hắn, dường như muốn nói của ngươi đấy, của ngươi đấy. Nhìn vết thương ở trán nó, lại nhìn vết thương đáng sợ ở cổ, Lâm Nhất cười không nổi. Hắn cầm lấy dị quả, mấy lần muốn nhét vào miệng nhưng mãi vẫn nuốt không trôi. Hắn nuốt không nổi, không làm được nhưng khi thấy ánh mắt chờ mong của Ngựa Huyết Long thì lại không thể không nhét nó vào. Khi nuốt xuống cổ, nước mắt bỗng tuôn ra trông không có chí khí chút nào cả. Trong mắt thiếu niên vụt qua một tia sáng lạnh hiếm hoi, hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục, hắn nghiến răng nghiến lợi, đôi môi tái nhợt mấp máy bốn chữ Thiết Huyết Kiếm Môn. Bất chấp tay phải đau đớn vì bị đánh gãy, hắn hung lợn siết chặt nắm đấm hung hăng nện xuống đất. Thù này tất báo. Hận này không tiêu tán, vĩnh viễn không rút kiếm. Khi nuốt dị quả vào người, ngay lập tức, một luồng khí nóng rực khác thường hệt như lửa chảy tràn trong cơ thể Lâm Nhất. Xì xì. Trong lúc nó di chuyển, thân thể Lâm Nhất trở nên vô cùng nóng bỏng, toàn thân tỏa ra hơi nóng mờ ảo. Gương mặt trắng bệch của hắn bắt đầu trở nên ửng hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí hồng đến mức trông có hơi bệnh, trên mặt dường như có thể nặn ra được máu. Quá mạnh mẽ. Dị quả mà Ngựa Huyết Long tìm về cho hắn có dược hiệu quá mạnh, thậm chí có hơi quá sức đối với người đang trong tình trạng suy yếu. May mà cơ thể Lâm Nhất đủ mạnh, nếu không, đổi lại là những người khác, với dược hiệu mạnh như vậy, sợ là không sống nổi. Thình thịch. Trái tim Lâm Nhất nảy mạnh trong lồng ngực, tâm pháp Thương Long Cửu Biến lặng lẽ vận chuyển mà không chút ước thúc. Lực lượng Thương Long cổ xưa di chuyển trong kinh mạch, không ngừng luyện hóa dược lực của dị quả, bồi dưỡng toàn thân. Không bao lâu sau, thiếu niên đã khôi phục lại gương mặt trắng trẻo và tuấn tú như thường ngày. Rắc, rắc, rắc. Xương cốt ở bàn tay và trước ngực bị đánh vỡ cũng bắt đầu khôi phục với tốc độ kinh người. Lâm Nhất ngồi khoanh chân. Có tiếng long ngâm vang lên, dưới da thịt ẩn chứa lực lượng mang tính bùng nổ. Long uy ẩn chứa bên trong lực lượng phong lôi khiến thân thể có phần yếu ớt của thiếu niên trở nên nặng nề một cách khó tả, sâu không lường được. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới mở mắt ra, ánh mắt hắn lóe sáng khiến cho vạn vật trong rừng bỗng giật mình kinh hãi, vội bỏ chạy tứ phía. Giờ phút này, thương thế của Lâm Nhất đã hoàn toàn khôi phục, lấy lại khí thế đỉnh cao. Hệt như một con rồng vừa thức tỉnh. Vốn dĩ, vết thương của hắn phải mất 2 ngày mới có thể khôi phục được, nhưng hiện tại chỉ cần không đến 2 tiếng. Hắn đưa tay sờ lên má, ở đó vẫn còn vệt nước mắt. Lâm Nhất thờ ơ nhìn bàn tay mình, thì thào nói, khóc à. Mấy năm qua, hắn đã chịu rất nhiều khổ sở, bị đối xử lạnh nhạt, bị cười nhạo và làm nhục, những thứ đó chưa từng thiếu. Trái tim của thiếu niên đã sớm cứng rắn như sắt, hệt như một thanh bảo kiếm ánh lên tia sáng lạnh. Chịu được cô độc, chịu được nghèo khó, cũng đợi đến ngày kiếm ra khỏi vỏ, làm bốn phương kinh ngạc. Lòng của hắn rất ít khi dao động, thậm chí có chút lạnh lùng, bởi lẽ hắn đã quen với sự bạc bẽo của thế gian. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là con người. Cả đời này, điều khiến hắn không chịu được nhất chính là người khác vì mình mà chịu khổ. Đúng là tạm thời hắn không địch nổi cao thủ cảnh giới âm dương đại thành, nếu có roi tử diễm lôi hoàng trong tay, hắn hoàn toàn không sợ và có thể dễ dàng rời đi. Thậm chí nếu liều mạng thì chưa hẳn không thể đánh trọng thương đối phương. Có điều, vì sợ kinh động đến cao thủ cảnh giới thiên phách nên hắn mới kiềm nén bản thân. Nào ngờ một khi nhẫn nhịn, lại khiến Ngựa Huyết Long bị trọng thương, thừa sống thiếu chết.
Lâm Nhất từ từ đứng dậy, liếc nhìn liền thấy vết thương dữ tợn trên trán của Ngựa Huyết Long, ánh mắt hắn lập tức trở nên âm u và rét lạnh, đó là cái lạnh ăn sâu vào xương cốt, khiến người ta có cảm giác có thứ gì đó đâm mạnh vào tim. Thù này tất báo, hận này tất tiêu. Trên khuôn mặt của thiếu niên để lộ một nụ cười hung ác hiếm thấy, hắn trầm ngâm nói, đi nào, ta dẫn người đi xem tuồng. Vù, vù, vù. Thân hình Lâm Nhất lóe lên, xuyên qua khu rừng, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh lùng và vô tình. Vốn dĩ, hắn định đặt quả trứng kia ở ổ của một con yêu thú cảnh giới thiên phách khác, khiến cho hai con yêu thú tranh đấu, đợi sau khi Tử Điện Ma Long Điểu trải qua một trận ác đấu, hắn sẽ lấy đi máu bổn mạng của nó. Tuy nhiên, nếu lão tặc Đường Ưng kia đã thích, vậy thì cứ đưa cho ông ta là được. Nếu như không bóp nát trứng thú, có lẽ phải mất khoảng nửa buổi, Tử Điện Ma Long mới phát giác được có điều khác thường. Nhưng một khi làm vỡ nó, nhầm tính thời gian thì cũng đến lúc rồi. Đồ của Lâm Nhất này cũng không dễ cầm như vậy đâu. Tia sắc bén vụt qua trong mắt Lâm Nhất, mang theo một chút tàn nhẫn cùng lạnh lùng. Sườn núi Lạc Long, dưới chân núi. Tất cả cao thủ tinh nhuệ của Thiết Huyết Kiếm Môn đều tề tụ ở đây, vây quanh thanh niên áo trắng hệt như chúng tinh phủng nguyệt. Hắn ta ngồi khoanh chân, dáng vẻ không nhiễm trần thế, tuấn tú bất phàm, toàn thân lộ ra khí chất xuất trần. Chỉ có ánh mắt đang khép hờ là tỏa ra khí lạnh tàn khốc và âm u, vừa nhìn liền biết người này không dễ trêu chọc. Bên cạnh hắn, ngoại trừ gã trung niên áo gai tu vi thiên phách, còn có môn chủ Thiết Huyết Kiếm Môn và một gã phó môn chủ khác. Lão Tam đi đâu đến giờ còn chưa quay lại, Cỏ Kiếm Hoàng đã sắp ra đời rồi đấy, tên phó môn chủ kia lộ vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Đúng lúc này, sau khi dạo quanh một vòng, Đường Ưng đã trở về. Trên khuôn mặt âm u của ông ta khó che giấu sự mừng rỡ, viên bảo thạch đoạt được ngày hôm nay là một vật mà ông ta chưa từng gặp trước đó. Chỉ cần luyện hóa nó, ông ta chắc chắn có thể thăng cấp lên âm dương viên mãn, giá trị vật này cực kỳ to lớn, không thể nào đánh giá được. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Đường Ưng, môn chủ Thiết Huyết Kiếm Môn trầm ngâm nói, xem ra ông đã tìm được thứ không tệ. Con ruồi bay loạn kia thật sự đã lấy được quả viêm long. Đường Ưng vốn định bẩm báo chi tiết, nhưng bỗng, ông ta đảo mắt một cái, rồi cười nói, tên nhóc này có chút lai lịch, ta chỉ khiến hắn không dậy nổi trong 3 ngày mà thôi. Quả viêm long đã ở trong tay ta, nếu thiếu quán chủ thích thì ta có thể dâng tặng. Một quả viêm long mà thôi, ông cứ giữ đi, chớ có làm hư chuyện lớn của ta là được. Thanh niên áo trắng liếc nhìn Đường Ưng, thản nhiên nói. Giọng hắn ta cực lạnh, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Vâng, vâng, ta đi tra xét một vòng, trong núi Viêm Long, ngoại trừ người của Thiết Huyết Kiếm Môn ta thì không còn bất kỳ một con ruồi nào khác, Đường Ưng vội đáp. Nhưng ngay lúc đó, dường như toàn bộ sườn núi Lạc Long bắt đầu rung chuyển. Đã có chuyện gì? Cỏ Kiếm Hoàng sắp ra đời sao? 3 người của Thiết Huyết Kiếm Môn và thanh niên áo trắng đều nhíu mày. Không đúng, còn chưa đến lúc. Gã trung niên áo gai lạnh lùng nói, ông ta ngẩng đầu nhìn phương xa, sắc mặt lập tức thay đổi, là Tử Điện Ma Long Điểu. Đường Ưng bĩu môi, không biết con súc sinh này lại nổi điên cái gì, có điều, nó sẽ không dám đến sườn núi Lạc Long. Sườn núi Lạc Long. Bởi vì kiếm ý treo ở 9 tầng trời mang theo lực sát thương cực kỳ khủng bố, nếu là võ giả nhân loại thì còn đỡ, còn yêu thú, một khi xông vào, nó sẽ bộc phát địch ý hung hãn. Nơi đây chính là cấm địa của yêu thú. Tử Điện Ma Long Điểu cũng không ngoại lệ, thế nên đám người cũng cảm thấy an tâm một chút. Giống. Nhưng tiếng gầm rú nóng nảy kia lại ngày càng đến gần, khiến tất cả những người ở sườn núi Lạc Long đều bắt đầu thấp thỏm không yên. Không đúng. Gã trung niên áo gai bay lên trời, tia sáng trong mắt như điện bắn thẳng ra. Ở phương xa, một luồng khí tức khiến thiên địa đều phải run sợ đang dần tiến đến. Đáng chết, thật sự là Tử Điện Ma Long Điểu. Sau khi đáp xuống, sắc mặt gã trung niên áo gai liền thay đổi, lộ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Việc này, sao có thể chứ? 3 ông lão của Thiết Huyết Kiếm Môn đều sầm mặt. Răng rắc. Đúng lúc này,
mảnh đất trước mặt thiếu niên áo trắng đột nhiên phát sáng, một gốc cỏ non nhú lên. Xanh biếc như ngọc, ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía, khuếch tán duệ khí vô tận. Cỏ kiếm hoàng sắp xuất thế rồi. Đáng chết, sao có thể như vậy chứ? Sắc mặt thanh niên áo trắng tối sầm, thật khéo, cỏ kiếm hoàng vừa ra đời thì con tử điện ma long điểu kia cũng chạy đến. Như vậy thì hắn ta phải luyện hóa thế nào? Chuẩn bị ra tay, nhất định phải ngăn con xúc sinh kia lại. Gã trung niên áo gai lộ vẻ lo lắng, uy áp ngập trời thuộc về cao thủ thiên phách ào ào bộc phát từ trên người ông ta. Thiết huyết kiếm trận, sẵn sàng. Ánh mắt môn chủ thiết huyết kiếm môn trở nên sắc bén, giọng ông ta lạnh như băng, có được chân nguyên phụ trợ, những lời này vang vọng khắp bốn phía. Thịch thịch. Nghe lệnh, hơn 1000 quân tinh nhuệ của kiếm môn đang trú đóng tại đây đồng loạt rút kiếm. Trong ngàn vạn ánh kiếm sáng lóng lánh, tất cả đồng loạt nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi hệt như cầu vồng bắn tung tóe lên thân kiếm. Một luồng khí tức mênh mông và hùng hậu từ hơn ngàn người tràn ra, sau đó khuếch tán khắp bốn phía hệt như sương mù. Trong khi thiết huyết kiếm trận được vận hành, một luồng kiếm uy không thuộc về ông lão áo gai đột ngột xông lên trời. Đến rồi. Trên ngọn cây ở cách đó 10 dặm, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, phương xa. Một luồng khí tức cực kỳ thô bạo và cực đoan quét qua bốn phía, khiến cho vạn vật đều run rẩy. Là tử điện ma long điểu. Nó còn chưa đến, nhưng sự phẫn nộ và nóng nảy của nó đã gột rửa mọi thứ. Cuối cùng thì trò hay cũng bắt đầu, không sớm, cũng không muộn. Lâm Nhất dõi mắt nhìn về nơi xa, khóe miệng nhếch lên vui vẻ, nhưng ẩn trong đó lại là sự lạnh lẽo. Ầm. Ở cuối tầm mắt của mọi người, có bóng mờ cực lớn bao phủ bầu trời, trời đất rung chuyển, khi nhìn thấy con quái vật khổng lồ đang đến gần, đám đệ tử đang kết trận ở chân núi không khỏi tái mặt, bất giác run lẩy bẩy. Thứ này, là tử điện ma long điểu, bá chủ thiên phách. Trước kia, bọn họ không hề biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Tất cả mọi người đều trùng lòng, có một nỗi sợ hãi đã bước một chân vào quỷ môn quan quanh quẩn trong lòng. Mãi không tiêu tan. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt dài 10 dặm, kéo dài đến bên rìa sườn núi Lạc Long. Mọi người kinh ngạc, chưa kịp phản ứng lại, trên bầu trời có hai ngọn núi nhỏ mọc lên, rơi xuống chỗ bọn họ. Là tử điện ma long điểu, nó đang nổi giận, hai cánh quạt vỗ tạo nên gió lớn giống như man thú viễn cổ nhổ hai ngọn núi kia lên. Sức mạnh vĩ đại như vậy quả thật chấn động đất trời. Hai ngọn núi nhỏ ầm ầm rơi xuống, cái bóng khổng lồ thoáng chốc bao trùm mọi người, nhiều đệ tử của thiết huyết kiếm môn vì thế mà run rẩy không thôi. Người trung niên áo gai nhìn thấy hai ngọn núi đó thì sắc mặt xa sầm. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bỗng nhiên ra tay, một chùm kiếm mang rực rỡ phóng ra từ đầu ngón tay ông ta, dài đến trăm trượng, vô cùng sắc bén, lao vọt đi. Môn chủ của thiết huyết kiếm môn và hai vị phó môn chủ đồng thời ra tay. Huy động kiếm trận, từng đường kiếm mang màu máu vọt thẳng lên trời. Uỳnh! Tiếng nổ to lớn vang lên giữa bầu trời, hai ngọn núi nhỏ ầm ầm nứt ra, đồng thời bốc cháy giữa không trung, giống như sao băng mưa lửa, đập xuống đất một cách vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù sườn núi Lạc Long rộng lớn, nhưng vẫn có không ít đệ tử của thiết huyết kiếm môn bị đập trúng, lập tức chết thảm tại chỗ. Lần đầu giao tranh, chân thân của ma long điểu còn chưa xuất hiện đã khiến thiết huyết kiếm môn tổn thất không nhỏ. Một làn khói mù bao trùm trên đỉnh đầu mỗi người, sắc mặt ai nấy đều trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trên ngọn cây, Lâm Nhất không có biểu cảm gì, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào với tổn thất của thiết huyết kiếm môn. Gào. Đợi đến khi mảnh vụn đầy trời cháy hết, chân thân của tử điện ma long điểu xuất hiện giữa không trung. Hai cánh của nó không ngừng vỗ, góc nhọn nhất trên cánh có ánh chớp lượn lờ, trong gió lớn chứa đựng ánh chớp vô cùng đáng sợ. Gió lớn làm rung chuyển một phương đất trời, tia sét lóe lên, không ngừng rơi xuống kiếm trận mênh mông ở bên dưới. Phụt! Dưới sự tấn công điên cuồng, không ngừng có đệ tử của thiết huyết kiếm môn nôn ra máu, bị thương nặng. Nhưng kiếm trận này vẫn có chút mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn không để đòn tấn công của tử điện ma long điểu thật sự rơi xuống, làm bị thương đến cỏ kiếm hoàng vừa ra đời. Muốn chết!
Thấy uy thế tàn nhẫn của Tử Điện Ma Long Điểu cuốn qua đất trời khiến kiếm trận không ngừng bị phá, trong mắt người trung niên áo gai lóe lên sự tức giận, vọt ra khỏi kiếm trận với uy thế dồi dào, bay lên trời. Thiên phách, ra tay rồi. Cao thủ thiên phách bay vụt lên cao, quần áo tung bay, xông thẳng lên tầng mây, rút kiếm rời vỏ. Thân kiếm tỏa ra hào quang trăm trượng, xé rách hư không, chém mạnh vào thân Tử Điện Ma Long Điểu. Ầm. Trong tầng mây vang lên tiếng nổ cực lớn, một luồng năng lượng ẩn chứa uy lực hủy diệt lập tức lan ra, nổ tung thành một vòng xoáy năng lượng đủ sắc màu, giống như nước sông bao la tràn ra bốn phía trên không trung, hình thành một cảnh tượng đáng sợ chẳng khác nào ngày tận thế. Thế tấn công cuồng bạo của Ma Long Điểu cuối cùng cũng chậm lại dưới đòn tấn công này. Nhưng có thể nhận ra một cách rõ rệt qua sự giằng co ở trên không trung, sức mạnh của cao thủ thiên phách và Ma Long Điểu hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Vù, vù. Kiếm ý toàn thân ông ta kêu vang, bùng nổ ánh sáng rực rỡ, nhưng thân xác lại không ngừng hạ thấp xuống dưới sự áp bách của Ma Long Điểu. Màn ánh sáng hình thành từ kiếm thế dồi dào ở quanh người cũng xuất hiện vết nứt. Ông ta đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Ma Long Điểu khi nổi giận. Thiết huyết kiếm trận. Môn chủ thiết huyết kiếm môn hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, một tiếng quát lạnh vang lên từ bên dưới. Hai phó môn chủ khác đều bay vọt lên không trung, các đệ tử ở bên dưới nhanh chóng bày trận, kiếm quang trong tay không ngừng lóe lên. Có huyết khí cổ xưa mênh mông ngưng tụ thành kiếm ý dồi dào, hội tụ trên người ba người ở trên không, khiến kiếm uy trên người họ trở nên điên cuồng. Ba người mỗi người tung ra một kiếm, huyết quang rực rỡ từ thân kiếm tỏa ra. Bay ngang bầu trời, giống như nước sông tràn vào cơ thể của người trung niên áo gai. Vù! Huyết khí mênh mông chui vào cơ thể, màn kiếm vốn đã xuất hiện vết nứt lại bùng lên ánh sáng mãnh liệt. Dưới ánh sáng rực rỡ, bầu trời vạn dặm phía sau cao thủ thiên phách đều trở nên tươi sáng, kiếm ý bỗng chốc dũng mãnh rẽ ngang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cút! Huyết quang dâng trào, kiếm ý dập dờn. Người trung niên áo gai nâng tay chém xuống một kiếm. Thân kiếm lại phóng ra kiếm mang dài trăm trượng một lần nữa, bổ thẳng xuống Tử Điện Ma Long Điểu. Nơi kiếm mang đi qua dẫn tới dị biến thiên địa, có những tia chớp màu máu tàn phá xung quanh. Gừ! Ma Long Điểu điên cuồng gào thét, không dám sơ suất, lập tức có vô số tia chớp màu tím lan khắp người nó. Mơ hồ nhìn lại, một màn sáng dày đặc như chiến giáp đã hình thành. Che hết những chỗ yếu hại quanh người nó. Nhát kiếm đáng sợ được thiết huyết kiếm trận ra cường, cộng thêm do cao thủ thiên phách chém ra, cuối cùng cũng rơi xuống một cách mạnh mẽ. Ầm. Huyết kiếm chém mạnh vào quang giáp tạo bằng tia chớp, có tiếng sắt đá nứt vỡ, vô cùng to rõ, đinh tai nhức óc. Cơ thể to lớn của Tử Điện Ma Long Điểu bị chém rơi từ trên không trung xuống. Khi cơ thể nó đập mạnh xuống đất, lập tức có ánh chớp chói mắt giống như ánh mặt trời bùng lên. Năng lượng đáng sợ thoáng chốc càn quét tất cả cây cổ thụ chống trời trong phạm vi vạn dặm. Mọi thứ trong tầm nhìn đều biến thành tro bụi. Ma Long Điểu bị thương rồi. Nhìn thấy cảnh đó, đệ tử thiết huyết kiếm môn ở dưới sườn núi Lạc Long lập tức hoan hô. Chỉ có người trung niên áo gai ở trên không trung vẫn có vẻ mặt nghiêm trọng, nhíu chặt mày. Một kiếm này đã khá đáng sợ. Nhưng ngay cả một lớp da của con Ma Long Điểu này cũng không chém rách được, chỉ chém vỡ lớp chiến giáp quang điện của nó mà thôi. Cuộc giao tranh này khiến Lâm Nhất ở xa xa kinh hãi không thôi, đây chính là thực lực của cao thủ cảnh giới thiên phách. Nhưng khi hắn đảo mắt, nhìn thấy Đường Ưng và môn chủ thiết huyết kiếm môn đáp xuống từ trên không trung, sắc mặt hắn bỗng nhiên xa sầm, sự lạnh lẽo không thể khống chế từ sâu trong đáy mắt dâng lên. Hãy đợi đấy. Lâm Nhất tâm lặng như nước, gương mặt lạnh lùng, tràn ngập sát ý vô tận. Ầm ầm ầm. Đợi ánh chớp trên mặt đất tan biến, một tiếng thú gào ác liệt vang lên, sát khí đáng sợ ngưng tụ thành thực thể điên cuồng cuốn tới. Trong cát đá bay mịt mù, gió lớn rít gào như quỷ quái giống giận, hình ảnh đó chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi vô cùng. Chết tiệt. Các đệ tử của thiết huyết kiếm môn biến sắc, nụ cười trên mặt bỗng chốc tan biến. Ầm. Không đợi mọi người phản ứng lại, Tử Điện Ma Long Điểu lại vùng lên, từ dưới mặt đất bay vào tới, đâm thẳng về phía thiết huyết kiếm trận. Sức mạnh đáng sợ xé rách không khí, vang lên những tiếng nổ chói tai.
ầm, ầm, ầm. Dưới sự tấn công điên cuồng như vậy, dù là đệ tử hay trưởng lão trong Thiết Huyết kiếm trận đều có sắc mặt cực kỳ khó coi, có vẻ vô cùng khó nhọc. Ngay sau đó, có nhiều người tràn máu nơi khóe miệng, sắc mặt trắng bệch, cắn răng kiên trì. Xì xì. Ma Long điều thổ khí, ánh mắt của nó đảo qua đảo lại trên người các đệ tử, vẻ mặt sốt ruột, giống như đang tìm thứ gì đó, cơn giận như lửa bùng lên trong mắt xoẹt. Bỗng nhiên ánh mắt nó lướt đi, dừng trên người thanh niên áo trắng được kiếm trận bao vây bảo vệ ở chính giữa. Nó lập tức gầm lên, bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất, cơ thể to lớn lao vọt đi giống như tia chớp. Dừng tay. Người trung niên áo gai ở giữa không trung nhìn thấy cảnh đó lập tức quát lên, kiếm thế ngút trời ở đằng sau giống như nước sông cuộn trào. Trường kiếm trong tay lại phóng ra kiếm quang sắc bén xé rách hư không một lần nữa, mạnh mẽ chém xuống. Thiết Huyết kiếm trận, vạn kiếm quy nhất. Trong kiếm trận, môn chủ kiếm môn quát lớn, các đệ tử đồng loạt biến trận. Trong thời gian ngắn, vô số kiếm mang màu máu bùng lên từ trong trận, giống như một con rồng đánh vào người Ma Long Điểu. Keng keng keng. Dưới hai tầng tấn công, máu trên người Ma Long Điểu bắn tung tóe, bị thương không nhẹ. Nhưng nó không quan tâm, dường như đã nhận định trên người kẻ áo trắng ở trung tâm kiếm trận có thứ nó muốn. Trong cảnh máu văng tung tóe, nó không ngừng tiến gần tới kiếm trận, muốn xông vào trong giết chết thanh niên áo trắng. Thiết Huyết kiếm trận, thần kiếm như yên, khuếch tán. Môn chủ kiếm môn lại hét lên một tiếng, kiếm trận minh mông lập tức khuếch tán giống như khói. Trong chớp mắt, khói kiếm tràn ngập huyết khí bành trướng thành man thú hoàn toàn không thua kém Ma Long Điểu tiểu thành bao nhiêu. Loáng thoáng nhìn lại, man thú đó giống như một con dao long trên đất liền. Vù! Thân hình người trung niên áo gai lóe lên, đáp xuống trên đầu dao long, thoáng chốc khí thế ông ta ầm ầm tăng vọt. Đồng thời, kiếm mang màu máu xé rách bầu trời đó cũng to ra nghìn trượng, chém xuống Ma Long Điểu đang đến gần một lần nữa. Ầm ầm! Hoàn toàn không có bất cứ kỹ xảo nào, bây giờ hai bên đối chọi nhau, chỉ đấu sức mạnh đơn thuần. Bất cứ kỹ xảo nào ở trước sức mạnh vĩ đại mênh mông này đều trở nên cực kỳ yếu ớt. Cảnh giới âm dương đại thành bình thường muốn nhúng tay vào cũng sẽ bị xé nát thành mảnh vụn ngay lập tức. Trong nghìn vạn kiếm mang điên cuồng nổ ra, Ma Long Điểu mạnh mẽ ngang tàng bị chém bay đi. Dưới chân người trung niên áo gai, con dao long ngưng tụ từ khói kiếm màu máu há chiếc miệng máu ra, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc nhắm tới Ma Long Điểu ngã trên mặt đất. Ầm. Sóng âm lan ra, người trung niên áo gai một tay kết ấn, một luồng kiếm ý hội tụ trên sóng âm đó. Sóng âm vô hình bỗng trở nên sắc bén vô cùng, cuồn cuộn lao tới, mạnh mẽ vô biên. Keng, keng, keng. Ma Long Điểu rơi xuống đất, bị sóng âm tấn công, trên người lại có thêm những vết máu đầm đìa, vô cùng đáng sợ. Máu như cầu vồng, rơi xuống đất theo đường vòng cung, thoáng chốc chảy thành sông, kéo dài trăm trượng. Trận chiến tàn khốc, nhìn mà kinh hãi. Trong lúc mọi người của Thiết Huyết kiếm môn cảm thấy có thể nghỉ ngơi đôi chút, Tử Điện Ma Long Điểu lại ầm ầm đứng dậy. Nó phát tiết cơn giận trước nay chưa từng có, khí tức nóng nảy mà ác liệt được đẩy tới cực hạn, khiến nửa bầu trời biến thành màu xám xịt. Phù phù. Không hề có dấu hiệu nào báo trước, đôi cánh màu xanh lục to lớn của nó bắt đầu vỗ điên cuồng. Trong lúc nó vỗ cánh, đất trời đổi màu, gió lớn nổi lên, càn quét tám phương. Gió lớn ập tới mạnh mẽ, giống như những ngọn núi đánh vào con dao long ngưng tụ từ khói kiếm màu máu. Kèm theo gió lớn, trên bầu trời lại có vô số tia chớp màu tím giống như trường mâu to lớn đâm xuống từ 9 tầng trời. Ầm ầm. Sự biến đổi đột ngột này lập tức khiến nhiều đệ tử của Thiết Huyết kiếm môn bị thương nặng. Mặc dù người trung niên áo gai không ngừng vung kiếm, ngăn chặn vô số tia chớp màu tím, nhưng Thiết Huyết kiếm trận vẫn lung lay sắp đổ. Rắc. Chốc lát sau, kiếm trận ầm ầm nổ tung, từng bóng người lần lượt bị ném ra ngoài giống như bao cát. Nên kết thúc rồi. Lâm Nhất không có cảm xúc gì, kiếm trận bị hủy, trừ số ít người ra, những người khác không ai thoát khỏi. Không còn kiếm trận, cho dù là cao thủ thiên phách rõ ràng cũng không thể chống lại Tử Điện Ma Long Điểu. Chết tiệt. Người trung niên áo gai biến sắc, hung hăng mắng chửi một tiếng, ngay sau đó bay vọt lên trời. Ầm.
Mái tóc dài của ông ta xõa ngang vai, lưỡi chạm vào vòng họng, đột nhiên quát lớn một tiếng. Trong khiếu huyệt toàn thân có vô số máu giống như sương mù tóe ra. Sương máu chứa ý chí của ông ta nháy mắt hòa cùng đất trời. Đây là đang làm gì? Trong lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, gương mặt người trung niên áo gai trở nên nghiêm túc, hạ giọng nói, hôm nay bọn ta bị yêu thú dồn vào đường cùng, kiếm khách Mộ Dung Phi tại đây, khẩn xin tiền bối ra tay tương trợ. Xin tiền bối ra tay tương trợ. Nhiều đệ tử của kiếm môn bị ném ra ngoài, sau khi đứng dậy thì đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng. Xin tiền bối ra tay tương trợ. Nhất thời, âm thanh ấy không ngừng vang vọng giữa đất trời, bọn họ không ngừng hô to. Vù. Bốn phương bỗng nhiên im lặng, chợt thấy trên sườn núi Lạc Long, thanh kiếm lơ lửng giữa trời, chiếu sáng thế gian bỗng nhiên khẽ động đậy, như đang trả lời bọn họ. Chém. Trong mắt người trung niên áo gai lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng. Vù. Tựa như có ánh nắng chiếu sáng mây mù đầy trời, chiếu xuống bảo kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý, có kiếm quang chói mắt phản xạ ra. Đất trời lập tức bừng sáng dưới kiếm quang rực rỡ, phía sau lưng ma long điểu lập tức bị chém thành một vết thương dài trăm mét vô cùng đáng sợ. Trong thời gian ngắn, máu tuôn như suối, chảy ồ ạt không ngừng. Chém. Người trung niên áo gai lại quát lên một tiếng, sắc mặt rõ ràng tái nhợt đi nhiều. Lại có kiếm quang chiếu sáng thế gian. Ầm, ầm, ầm. Tử điện ma long điểu cứ thế bị chém bay ra ngoài, giữa không trung có một cột máu vọt lên nhấp nhô như sóng. Lại chém. Bộ dạng của người trung niên áo gai như phát điên, ông ta hét lên một tiếng như xé rách tâm can, kiếm quang khủng khiếp rú rít lướt qua, gần như đã chém đứt một bên cánh của ma long điểu. Nhưng sau cú va chạm mạnh, người trung niên áo gai cũng bất ngờ rơi xuống. Bộ dáng vô cùng yếu ớt. Ma long điểu sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến đây, rõ ràng là nó đang tìm thứ gì đó, hơn nữa thứ này còn ở ngay trên người chúng ta. Đúng vào lúc này, thanh niên áo trắng kia đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Đường Ưng nghe lộp bộp một tiếng, bỗng cảm thấy không hay rồi. Người trung niên áo gai thoáng ngẩn ra, sau lập tức tỉnh ngộ. Ánh mắt ông ta đảo quanh nhóm người, ngay lập tức đã phát hiện ra vẻ bất thường của Đường Ưng, lạnh giọng nói, đưa ra đây. Ta không có. Gương mặt Đường Ưng xám ngoét, hơi run rẩy. Môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn lạnh lùng nói, lão tam, muốn sống thì mau đưa ra đây. Đường Ưng do dự hồi lâu mới chịu lấy một quả trứng thú ra, nhỏ giọng nói, trên người ta chẳng có vật gì đặc biệt, cũng chỉ có vật này là có chút lai lịch thôi. Người trung niên áo gai vung tay giật lấy, sắc mặt lập tức thay đổi, phẫn nộ quát, đồ khốn kiếp, đây là trứng của ma long điểu, người lấy đâu ra được thứ này, người muốn hại chết chúng ta à? Ta không có, là tiểu tử kia đưa cho ta. Thấy sát ý trong mắt của người trung niên áo gai, Đường Ưng bất giác bị dọa cho tái mét cả mặt, hoang mang run rẩy đáp. Growl. Đúng vào lúc này một tiếng gầm truyền đến. Là do con ma long điểu cố chống cơ thể bị trọng thương tàn tạ lên, từng bước bỏ đến. Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức càng khó coi hơn. Bây giờ làm thế nào? Mắt thấy hai mắt phần máu của con tử điện ma long điểu, nó như sắp phát điên bất chấp tất cả tiến về phía bọn họ. Sắc mặt Đường Ưng trắng bệch, nói năng lắp bắp không hết câu. Bốp! Ai biết lời của ông ta vừa dứt thì người thanh niên áo trắng kia lại vung tay cho ông ta một bạt tai, sắc mặt xa sầm vô cảm. Ánh mắt theo mang vẻ lạnh lẽo âm u như khiến người ta không rét mà run, Đường Ưng run rẩy lẩy bẩy hầu như không dám phản kháng. Người trung niên áo gai lạnh lùng liếc mắt nhìn người này, vung mạnh tay lên, quả trứng kia như hóa thành cầu vồng bay nhanh về phía con tử điện ma long điểu. Tử điện ma long điểu há miệng ngậm lấy quả trứng. Nhưng trong đáy mắt nó lại có hàn mang lập lòe, dường như không hề có ý định bỏ qua tại đây. Dưới cái nhìn chăm chú này, đám người của Thiết Huyết Kiếm Môn ai nấy đều thấp tha thấp thỏm, cực kỳ căng thẳng. Quỳnh! Đúng vào lúc này, trước mặt tất cả mọi người, vốn dĩ cỏ kiếm hoàng mới chỉ nhú chút đầu nhọn đã bắt đầu đầy đất trồi lên. Điềm lành xuất hiện khắp trời, tựa như bông tuyết rơi là tả ngập trời, ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.
cả sườn núi Lạc Long bỗng phơi phới sức sống. Ong, ong, ong. Cỏ kiếm hoàng cao bằng nửa thân người đang lắc lư trồi lên, ánh sáng lấp lánh, kiếm ý sắc bén cũng theo đó mà bung ra. Trong đáy mắt thanh niên áo trăng bỗng lộ vẻ hân hoan, cực kỳ hưng phấn. Thiếu quán chủ, cỏ kiếm hoàng mọc ra rồi. Đường ưng sung sướng ngóng mắt qua, giờ thì hay rồi, thiếu quán chủ mà luyện hóa được cỏ này thì sẽ bình ổn lại nhiều. Tránh ra. Gương mặt của người trung niên áo gai thoáng giãn ra bỗng đột nhiên thay đổi, mặc kệ mọi thứ mà tiện tay tóm theo thanh niên áo trắng kéo đi. Những người khác ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy 9 cột sóng điện to như thùng nước đang quấn vào nhau, ngưng tụ thành một cơn bão sấm sét cực kỳ dữ tợn phóng xuống. Đám người của Thiết Huyết Kiếm Môn mặt mày trắng bệch, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Quỳnh! Cơn bão sấm sét giáng xuống, cả sườn núi Lạc Long đều rung chuyển, cơn địa chấn này như thể đảo lộn cả trời đất. Nhưng mà mọi người cũng coi như bỏ chạy kịp thời, ngoài một số ít kẻ đen đủi bị đánh cho tan thành mây khói ra thì những người khác chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Cơn thịnh nộ trong lòng Ma Long Điểu vẫn chưa nguôi. Chỉ là nó hơi e dè mà nhìn vào kiếm quang treo ngược trên bầu trời sau đó bất lực bỏ đi. Cỏ kiếm hoàng. Đồng tử của thanh niên áo trắng co lại, mặc kệ ánh điện tàn dư mà điên cuồng lao qua. Những người còn lại đều thấp thỏm trong lòng cũng lần lượt đuổi theo. Làm gì còn có cỏ kiếm hoàng nào nữa, điềm lành khắp trời cũng giống như một giấc mộng hoàng lương, biến mất tăm. Thanh niên áo trắng thất thần một hồi. Loạn choạng mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Bịch. Sắc mặt Đường Ưng xám ngoét như cho tàn, trái tim nhảy lên bình bịch, phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Thuộc hạ đáng chết, xin thiếu quản chủ trách phạt, xin thiếu quản chủ trách phạt. Bộp, bộp, bộp. Trán ông ta không ngừng đập xuống đất, chẳng bao lâu sau trên trán đã be bét máu khiến người nhìn không khỏi run sợ. Thanh niên áo trắng kia lại hoàn toàn vô cảm. Từ từ bước đến, bàn chân phải bất ngờ giẫm mạnh lên tấm lưng của ông ta. Phụt! Đường Ưng bị ép dán chặt người trên mặt đất, một ngụm máu tươi phụt ra, mặt dính bê bết bùn lẫn máu, trông vô cùng nhếch nhác. Rầm, rầm! Thanh niên áo trắng mặt đanh lại đạp thêm hai đạp thật mạnh nữa. Mỗi một đạp đều khiến Đường Ưng nôn ra một ngụm máu lớn, ngũ quan nhăn nhó vặn vẹo. Ông nói xem! Sao mà ông lại ti tiện như thế chứ? Thanh niên áo trắng không tiếc lời sỉ nhục Đường Ưng, lạnh lùng đến mức khiến lòng người phát run. Thiếu chủ, người trung niên áo gai kia hiểu rất rõ thanh niên áo trắng, bây giờ cảm xúc của hắn ta đang có chút mất khống chế, muốn bước lên để khuyên nhủ phần nào. Thanh niên áo trắng phẩy phẩy tay, thở dài nói, 30 năm bày mưu tính kế, lại như múc nước bằng giỏ trúc, ý trời đã vậy. Cả một làng hàng hải cuối cùng cũng vẫn bị gió táp mưa sa vùi dập. Nếu muốn tu luyện kiếm ý đến đỉnh phong viên mãn trước khi quần long thịnh yến diễn ra, chỉ đành phải tìm cách khác mà thôi. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn Đường Ưng, trầm giọng nói, cái mạng rẻ mạt này của ông, ta tạm thời giữ lại, chứng thú này nếu đã là do hắn đưa cho ông. Vậy ông hãy thay ta lấy đầu của hắn về đây, làm hỏng việc của Mộ Dung Tịnh ta thì ắt sẽ phải trả giá mới được. Đa tạ ân tình tha mạng của thiếu quản chủ. Nhặt về được một mạng, Đường Ưng sau khi bò dậy liền lớn tiếng đáp. Nhưng Mộ Dung Tịnh kia và người trung niên áo gai kia đã bỏ đi tự bao giờ, không muốn ở lại chỗ đau lòng này nữa. Việc mà tự mình gây ra thì tự giải quyết đi. Môn chủ của Thiết Huyết Kiếm Môn vô cùng tức tối nhìn Đường Ưng một cái, lạnh lùng nói. Lục soát cho ta. Có đào ba tấc đất lên thì cũng phải lôi được tên tiểu tạp chủng kia ra cho ta muốn lóc thịt hắn. Đợi môn chủ rời đi, cơn phẫn nộ và oán khí trong lòng Đường Ưng đã không thể kiềm chế được nữa mà bùng phát, tiếng quát tháo như rách phổi vang lên. Tiểu tử kia bị kiếm của ông ta đánh trọng thương, trong 3 ngày này tuyệt đối không thể khỏi được, chắc chắn vẫn còn ở trong núi Viêm Long này. Cứ thế mà kết thúc rồi sao? Ở phía xa, Lâm Nhất náu mình trên một cành cây khẽ giọng lầm bầm. Một màn kịch lớn cứ như vậy mà thầm lặng kết thúc khiến hắn hơi cảm thấy mất mát. Nhưng mà như vậy cũng tốt, Thiết Huyết Kiếm Môn mặc dù không bị tiêu diệt nhưng mà Tử Điện Ma Long Điểu kia cũng đã bị thương đủ nặng. Như vậy, cơ hội để hắn thu thập tinh huyết bản mệnh cũng sẽ cao hơn nhiều. Không thể không nói,
Cuộc đại chiến vừa rồi khiến hắn cảm thán không thôi. Tử điện ma long điều kia đúng là mạnh đến đáng sợ, nếu không phải kiếm ý bất diệt của kẻ mạnh vô song nghìn năm trước kia đã miễn cưỡng chém ba kiếm lên người ma long điều. Thì hôm nay những người kia e là đã không thể thoát thân được, có bao nhiêu người thì ắt sẽ phải chết bấy nhiêu người. Thiên phách đi rồi, nhưng đường ưng vẫn ở đây. Muốn tìm ta sao, yên tâm, ta sẽ cho ông cơ hội này. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên nụ cười lạnh lùng, thần sắc âm u lạnh lẽo. Lời vừa dứt, bóng Lâm Nhất lóe lên, lặng lẽ biến mất vào bên trong rừng sâu đuổi theo tử điện ma long điểu kia từ xa. Tử điện ma long điểu kia khắp người phát tán ra luồng sát khí ngút trời, cho dù bây giờ đã bị trọng thương nhưng vẫn cực kỳ bá đạo. Nó chính là một vương giả thực sự của vùng đất này, dọc đường những nơi nó đi qua, các yêu thú không ngừng bỏ chạy tán loạn. Đếm không hết những con chim vỗ cánh bay vọt ra khỏi khu rừng rậm. Chỉ sợ bị nó phát hiện sẽ dồn hết phẫn nộ và cáu bẩn lên người mình, cho nên chúng phải bỏ chạy thật xa. Loại yêu thú cỡ này thực sự rất đáng sợ, bản thân nó vừa chứa long huyết, vừa là cảnh giới thiên phách lại đã thành niên. Cho dù tính hết cả cổ vực Nam Hoa này, kẻ mạnh có thể nghiền nát được nó e là cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đúng là đáng tiếc mà. Nếu không có kiếm ý nghìn năm bất diệt của sườn núi Lạc Long thì đám người này tuyệt đối không thể thoát thân được. Trên cả đoạn đường theo đuôi, Lâm Nhất nghĩ đến cuộc đại chiến kinh thiên động địa lúc trước mà cảm khái nhủ thầm. Chẳng qua đám người này, nói một cách chính xác là người trung niên áo gai kia đã giúp hắn một việc lớn. Nếu không phải bọn họ đã đánh trọng thương con tử điện ma long điểu thì theo như kế hoạch trước đó của Lâm Nhất, sợ là sẽ rất khó để lấy được tinh huyết bản mệnh. Bây giờ, cơ hội đã được tăng lên rất nhiều. Hai canh giờ sau, tử điện ma long điểu đã quay trở về sào huyệt của nó, cơ thể khổng lồ quấn tròn trên mặt đất. Nó bị trọng thương nằm vật xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu to lớn bò ra đất sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Khò, khò. Không bao lâu sau, Lâm Nhất nghe thấy tiếng thở đều đều có tiết tấu của nó giống như đang ngáy. Tử điện ma long điểu này chắc là mệt lắm rồi. Trong lòng Lâm Nhất thầm nói, cuộc đại chiến kinh thiên động địa kia đối với nó mà nói có lẽ đã hao tổn rất nhiều sức lực. Nhưng trước khi đặt bước tiến về phía trước, hắn như nghĩ đến cái gì đó khiến trái tim hắn run lên, bàn chân vừa định bước ra lại lập tức thu về. Biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm, đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không sợ phải đợi thêm chút nữa. Vèo. Đúng vào giây phút khi hắn thu chân lại, tử điện ma long điểu đột nhiên mở bừng hai mắt, ánh mắt nó sáng như tia điện. Lâm Nhất bị dọa cho sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ được. Uỳnh! Chỉ thấy tử điện ma long điểu kia nào có chút vẻ ngái ngủ nào, nó bật người nhào lên không trung như một tia chớp. Một con mãng xà phát tán ra yêu uy cùng cấp thiên phách bỗng nhiên hiện hình dưới móng vuốt của nó. Còn yêu mãng kia lặng thinh ẩn náu không để lộ chút dấu vết nào khiến Lâm Nhất không hề phát giác ra. Hồng hộc. Yêu mãng bị cắp dưới chân rít gào thảm thiết, nửa người trên của nó bật lên cắn về phía cổ của con tử điện ma long điểu. Rào. Tử điện ma long điểu điên cuồng rít gào, không đợi mãng xà kịp áp sát, móng vuốt của nó đã cắt đôi người con mãng xà. Ở giữa không trung, máu me tung tóe, nội tạng nát vụn rơi đầy trên đất. Rắc rắc rắc. Hung quang trong đáy mắt bắn vọt ra, tử điện ma long điểu cắn xé cơ thể của con mãng xà rồi nuốt chừng, chớp mắt chỉ còn lại một bô xương máu me. Cảnh tượng khủng khiếp cỡ này khiến Lâm Nhất ngây thuẫn mất hẳn cả khả năng biểu đạt. Hắn cuối cùng cũng coi như hiểu được, vì sao trong sào huyệt của nó lại chất chồng chất đống xương khô như vậy. Rào. Đợi sau khi nó ăn xong, vết máu trên miệng nó còn chưa kịp khô đã ngửa cổ lên trời rít dài. View, hai bàn chân trên mặt đất nhún mạnh, cơ thể nó như một tia chớp bắn nhanh ra ngoài, tiếp đó liền nghe thấy âm thanh rít lên thảm thiết. Một con yêu thú cảnh giới thiên phách trốn ở phía xa chật vật bỏ chạy. View.viu.viu. Tử điện ma long điểu tấn công khắp tứ phía, chiến đấu như điên cả tám phương, mãi một lúc lâu sau mới quay trở về trong sào huyệt, ánh mắt của nó ngạo nghễ. Khí tức hung tàn bao phủ khắp toàn thân, những vết thương kia rõ ràng đã trở nặng nhiều nhưng cũng lại khiến người ta càng cảm thấy run sợ hơn. Ta rốt cuộc là đã tiếp xúc với cái thể loại gì vậy?
Lâm Nhất náu mình trong bóng tối, sắc mặt trắng bệch, nén thở tập trung tinh thần không dám động cửa lung tung. Tử điện ma long điểu lại nằm bò xuống đất một lần nữa, hai mắt từ từ khép lại rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu. Lần này hẳn là đã ngủ thật, yêu thú bốn phía có thể uy hiếp đến nó hoặc là đã chết hoặc là đã bị nó đánh cho trọng thương. Chinh chiến liên miên như vậy thì nó đã buộc phải bước vào giai đoạn nghỉ ngơi rồi. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Nhất vẫn gắng đợi thêm một lúc thật lâu nữa, phải đến chẵn hai canh giờ hắn không dám cử động. Khi chắc chắn nó đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới bước ra, rắc một loại thuốc bột che giấu khí tức lên người. Hắn cực kỳ cẩn thận dò dẫm bước về phía trước, đến khi còn cách tử điện ma long điểu khoảng 1000 mét, hắn mới lấy từ trong túi trữ vật ra 3 nén hương. Mê hồn hương là dị bảo mà Lạc Du đã chuẩn bị cho hắn, vốn dĩ có tác dụng bổ trợ tu hành, tĩnh tâm an thần. Nhưng đối với yêu thú bị trọng thương mà nói, nó lại càng có hiệu quả trị liệu, chỉ có duy nhất một tác dụng phụ chính là sẽ ngủ như chết. Soạt. Nhón chân đạp nhẹ trên mặt đất, Lâm Nhất khẽ khàng lướt đến gần bên dưới con tử điện ma long điểu. Quét mắt một vòng, tầm mắt hắn dán vào một chỗ vết thương đáng sợ. Ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Nhất bật người bay lên dứt khoát đáp lên trên người con tử điện ma long điểu. Khi hắn đứng trên người nó bé nhỏ giống như một con nhặng. Không vội vàng rút tinh huyết bản mệnh, trong đáy mắt Lâm Nhất lóe lên tinh mang, một chân đạp mạnh xuống. Bình bịch bình bịch. Sau cú đạp này Lâm Nhất đứng yên bất động nhưng trái tim đã nhảy như ngựa phi. Mãi nửa ngày sau. Thấy con ma long điểu quả thực không hề có phản ứng gì mới dần bình tĩnh lại, bá chủ cảnh giới thiên phách cấp độ khủng bố như này đã ngủ rất say rồi. Có thể ra tay rồi. Trong lòng Lâm Nhất thầm nhủ, trái tim lại bắt đầu căng thẳng, chẳng qua đúng vào lúc này. Một cơn cuồng phong táp đến hất bay mái tóc dài che trước trán của hắn lên, vạt áo tung bay lật phật. Ngẩng đầu lên nhìn, có một bóng đen khổng lồ đang ập đến. Đó là cái đuôi. Cái đuôi dài ngoằng mảnh rẻ của con tử điện ma long điểu đang tùy ý phe phẩy. Nhưng mặc dù nhìn có vẻ tùy ý, chẳng qua nếu nó thực sự đập xuống thì Lâm Nhất chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì. Khóe miệng Lâm Nhất co giật, hắn chắc chắn con ma long điểu này đã ngủ say rồi, nhưng đây là sao? Đuổi ruồi à? Bốp bốp! Vào lúc nguy cấp, khi cái đuôi kia sắp quét tới thì Lâm Nhất đã hiểm hóc tránh được. Hắn thở phào một hơi. Thần sắc lại không thể giãn ra được. Cho dù tử điện ma long điểu này đã ngủ say nhưng cũng không thể lơ là khinh suất. Hít sâu một hơi, ánh mắt Lâm Nhất chạm đến chỗ vết thương dữ tợn ở phía trước, máu tươi trên vết thương vẫn đang chảy không ngừng. Đó chính là vết thương do kiếm ý nghìn năm bất diệt lưu lại, cực kỳ đáng sợ, thậm chí thấp thoáng có thể nhìn thấy nội tạng. Vèo. Hai mắt khẽ híp, Lâm Nhất vươn mạnh tay ra. Kiếm kình tử diên ngưng tụ trong lòng bàn tay, chớp mắt đã tạo nên một vòng xoáy màu bạc. Bốp! Lòng bàn tay Lâm Nhất đập xuống, vỗ mạnh lên vết thương, kiếm kình tử diên băng lạnh kia thuận theo vết thương không ngừng thâm nhập sâu vào trong huyết tủy của nó. Vòng xoáy tiến vào bên trong bắt đầu xoay chuyển, bùng ra lực hút kinh người, dưới tác dụng của lực hút này, một sợi tinh huyết bao hàm rất nhiều cảm xúc tiêu cực bị rút ra. Một đảo! Lâm Nhất thu tay lại, lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một tinh huyết bản mệnh màu đen mang theo khí tức hung tàn lẫn bên trong, mình mông vô biên. Hồng hộc. Cái đuôi rồng của tử điện ma long điểu mang theo ánh điện lại một lần nữa quét đến nhanh như chớp. Có một lần kinh nghiệm, vẻ mặt Lâm Nhất khá thoải mái, ung dung tránh đi. Hộc hộc. Cái đuôi kia phẩy vài cái lên chỗ vết thương, giống như đang gãi ngứa, sau đó lại rút về. Lâm Nhất chẳng lấy làm lạ, biết đây là phản ứng theo bản năng của nó, giống như con người khi đang say ngủ cũng sẽ đưa tay đập mũi vậy. Đợi đến sau khi cái đuôi kia thả xuống, hắn bỏ tinh huyết kia vào trong bình ngọc, lòng bàn tay lại nhanh chóng dán lên. Hai đảo. Ba đảo. Tám đảo. Lâm Nhất khá là bạo dạn, đã không làm thì thôi, một khi quyết định làm thì phải làm cho trọn vẹn. Thế là liền một mạch rút đến 8 đạo tinh huyết bản mệnh của con tử điện ma long điểu hơn nữa vẫn còn chưa có ý định dừng tay. 9 đạo, thành công rồi. Sau khi rút được 9 đạo tinh huyết bản mệnh, Lâm Nhất mới đẩy bình ngọc lại, chuẩn bị rời đi.
Nhưng lúc hắn vừa mới đáp xuống thì cái đuôi như tia chớp kia lại quét đến với tốc độ còn nhanh hơn trước gấp 10 lần. Bốp! Lâm Nhất không kịp phòng bị đập trúng người lập tức văng mạnh ra xa, một ngụm máu tươi ộc ra. Đợi khi hắn đáp xuống đất thì đã cách xa đến hơn 1000 mét, ngũ tạng nhộn nhạo, khắp người từ trên xuống dưới đau đớn. Đau quá! Lâm Nhất hự một tiếng ngẩng đầu lên nhìn, khi nhìn thấy mê hồn hương kia thì nhíu mày lại. Vốn dĩ ba nén mê hồn hương đang cháy lại bị cái phẩy đuôi kia làm tắt ngóm. Đi! Không dám nán lại lâu nữa, Lâm Nhất xoay người bỏ chạy. Hắn giống như một u hồn trong bóng đêm xuyên qua từng tầng mây nhanh như chớp, hắn thúc đẩy thân pháp đến mức giới hạn, điên cuồng lao xuyên qua rừng rậm. Một hồi sau, phía trước mắt Lâm Nhất bỗng bừng sáng, là huyết long mã đứng đợi đã lâu đang nhào đến. Đến đúng lúc lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.